Thế gian này có hai cách, một là dương, hai là âm. Anh là ác ở số năm, là thiện khi lên dương, nó hai cái gì vậy đó. Rồi nó phải tiếp đi. À, một vị thần khi hết tuổi thọ trở lại một con người thì tánh họ như thế nào? Một cái vị thần mà hết tuổi thọ trở lại là người thì cái tánh họ hơi nặng nặng hơn cái người bình thường. Một con người mà trở lại là người, nếu một quả trời xuống đây, cái tánh người ta rất thanh thản, rất nhẹ nhàng, còn cái phong cách người ta vẫn còn. Còn vị thần mà khi chết trở lại là người thì cái tánh họ hơi nặng. Mình nói vậy, thành ra ở trong danh từ nó gọi là Atula là nóng giận, chứ Atula gọi là nóng giận. Là nó phải tiếp. Khi con người có công đức thì các cái tà mệnh nó có hết được hay không? Người có công đức ít hoặc nhiều thì các cái tà mệnh nó có hết được hay không? Người khi tạo được công đức ít hoặc nhiều thì các cái tà mệnh trong con người mình nó có tự tà được không? Cái mà nó hết bệnh trong con người nó có cái lý do vậy, chứ không phải là ít nhiều. Khi mình bị cái âm trong người mình nhiều á, bên ngoài tác vô nó không có gì, nó không giúp được đâu. Nhưng mà nếu đấy nó bị xóa được phần âm rất nhỏ rồi, còn nếu bất cứ người nào mà âm thanh nhiều thì tìm với những quyển chung, quyển sách nói về giải thoát mà nói là thân cảm nhận nó thu hút được vào trong cái tánh người của mình á, thì cái âm nó chạy ra. Nguyên tắc như tắc thế giới này gọi là thế giới vật lý, cái người mà đem được cái âm vào trong người mình thì cái âm trong người có cái dư của người mình thì âm nó chạy ra. Vì thế mà những người mà nhập vào trên đường nhà dân nhập khác là nó nhập cái người nhỏ tuổi nè, cái người lớn tuổi không nhập được, cái người có vợ chồng không nhập được, mà cái người chưa có vợ chồng nó mới nhập. Đó, thành ra cái hiểu của nguyên tắc này. Còn bây giờ nếu mình nhập cỡ nào, nếu mà mình hơn đó, mình tìm được cái quyển kinh nào mà mình nói mà mình nghe nó ăn cái một cảm xúc được trong lòng người của mình thì cái ăn nó ra. Nếu mà không cảm xúc nó không ra. Thế cái nguyên lý này, con người mình là sẽ tổng động với âm dương. Tại mình đem cái âm nhiều quá, âm nhiều quá thì đưa hết tầm bậy. Tại sao có nhiều người ta nói tầm bậy? Là vì ta âm nhiều quá rồi ta tốt tầm nữa. Thì đưa nó trước sau không đồng nhất là để tổng lại. Mình học tập Phật cái hiểu cái nguyên tắc vật lý âm dương. Nếu mà không hiểu nguyên tắc vật lý âm dương thì hoàn toàn tôi không Chúng khai thường thường cái âm nhiều là phải đưa cúng tụng tụng sinh trời âm. Nó là cái nguyên tắc. Cái gì đó nó ra đời vậy, nó nói rõ ràng là cái quy luật nhân quả này chứ không có gì lạ nữa. Thế phải cái hỏi cho đúng. Rồi nó hỏi tiếp. Cúng ông bà hay đốt áo cái. Thì vậy thì ông bà có mặc áo cái áo có được hay không? Nói cũng ông bà thì thường hay đốt cái áo ấy đó, thì cái ông bà có mặc cái chiếc áo đó hay không? Cái này là cũng người cũng nói bài đó, cái ông bà là mặc áo cái áo đây. Thành ra cái này là của người cũng mặc ta thường thường nó thôi. Chứ không có ông bà đang mặc áo này. Nghe là từ cái người xưa ta nói là đi tôi mặc áo đại sa, giờ lấy mà mặc áo giấy thì sẽ thấy cái một tục. Chứ sự thật, cái con người mà chết á, nhớ là cái ngày xưa mình ưa mặc cái gì thì nó sẽ mặc cái đó. Nếu mà chết đó là khi mà chưa đi luân hồi thì mặc nguyên cái bộ đồ mà thích nhất. Trực đến khi đi luân hồi thôi. Cái bộ chuyện mà giấy tiền vàng mã cái này nó đúng là một đạo lão. Đạo lão thật là ta làm cái này thành ra mình quay ra rồi, bởi vì mình lên giới là mấy ngàn năm được tập tu, mình bị người Trung Quốc cai trị bốn lần và là tập tu mình thứ tư trên 2000 năm khi bị
tin mình là khi mà Kinh Vô Vô là mất 2879 năm, sau đó đi tới Hồng Bàng, hết đời Hồng Bàng thì bắt đầu Trung Quốc cai trị. Đến năm 44 qua hai bà Trưng nổi dậy, đã dạy được bà là có đại diện tiếp. Nếu mà tính ra nước Việt Nam mình là hiểu giờ là nước Đức năm 2019 đó là 4.897 năm, mà ở Trung Quốc nó cai trị trên 3.000 cũng đúng. Nước ngoài thì mình sẽ còn có gì nữa, thì là con gì là tính tưởng quốc gia. Thành ra mình phải hiểu những cái gì phong tục của người Trung Quốc làm thì người Việt Nam phải làm theo. Vì thế mà nó ăn sâu cũng khó mà có được cái mê tín này. Kể cả các chùa cũng vậy, các chùa mà bây giờ hoàn toàn mê tín đặt ăn theo cái này, đạo Phật này hay đạo Phật thứ hai thì cứ giác ngộ vậy này đó. Nhưng mà hoàn toàn không ai nói cái chuyện này mà tính cúng không chùa nào cúng. Vì thế mà đạo Phật thì tâm ra đời để chuộc lại, chúng tôi cúng đây đúng là cái cốt thủy của đạo Phật. Đạo Phật ra đời qua nhà Phật nó gọi là tinh hoa nhân loại, không thể cúng được. Nếu cúng có tinh hoa thì gì đó, thành ra chùa thì tâm chân chịu có cái gì dụng phổ biến ra để nó chuộc lại cho đúng gì. Còn chuyện ai nghe cũng nghe đẹp không, chứ mình cũng không dám nói gì. Vì thế giới này gọi là thế giới vật lý, khó lắm. Thờ Đức Phật nói mà còn không nghe thì bây giờ mình nói ai nghe? Thì không có nhiệm vụ, dù đến chuyện có nhiệm vụ nói vài năm nữa không, chứ không đó, không có lâu được. Rồi trả nhiều cho vật lý. Chùa thân hiệu không nói phải trả, quan họ trả nhiều thì không có được cái quy định này. À, người bị bệnh ung bú thì do cái nhân quả gì? Bệnh gì? Ung bú. Cái chuyện này nó đi sâu giờ, nó đi sâu giờ nó không nằm ở trong cái thiền tâm. Nên nhớ là tất cả những cái gì nó hiểu theo quy luật nhân quả đó. Bây giờ tất cả những cái bệnh mình không có thể nói được. Cái này nó nằm ở trong cái giáo lý, trong quyển giáo lý này nó nói ra nó không đúng, nó không đúng với cái bài giải đáp của thiền tâm. Cái này khi nào mà quyển giáo lý ra đời thì còn cắt bóc hết, không có gì mệt, không có gì mà không phải hết. Còn cái này bỏ ra đây để cái này nói ra thì mấy người đã bị bôi đen, có cách nào để làm cho nó sáng hơn không? Công thức bị bôi đen thì nó có hai cái trường hợp. Một là tự mình bôi đen, hai là mình không bôi đen nhưng mà mình cũng không muốn về ông thần lại bôi đen để cho cái công đức này nó tồn tại trong thế giới vật lý này được. Nó có hai trường hợp: tự mình bôi đen, mình bôi đen là chấp ngã thì bôi đen, còn mình không chấp ngã nhưng mà mình không muốn về thì ông thần phải còn để phật ông thôi để đi cho nó lưu hành trong thế giới vật lý này. Cái công đức mà không bôi đen thì không lưu hành được. Ví dụ vào thai mẹ mà nó khác nó đâu có chịu nổi, mà mẹ nó chết luôn rồi, nó thành ra bắt buộc phải đi theo quy luật vật lý. Đâu có phải tiếp. Loài ngạ quỷ là như thế nào? Mà trong các cái tranh ảnh thì thường hay có năng mà lại loài ngạ quỷ là nó phân định thần người ngạ quỷ xuống tới địa ngục. Chữ ngạ quỷ xin chữ ngạ quỷ tiếng Việt Nam mình đã là con là người đói, cái người đói là gọi là ngạ quỷ. Nhưng mà cái là ngạ quỷ này nè, bởi vì muốn á, cho một người có hai cái nhiệm vụ. Một là khi người ta mất á, mà cái nghiệp nó làm rồi ngạ quỷ thì phải nhập vào rồi ngạ quỷ sống, tức như là quỷ đói sống. Nhưng mà nó có hai con đường, một bây giờ quỷ đói, một là chú quỷ á, ở thế gian là muốn vô đồng thai là người để mà tự lo ăn không. Hai, đi ra ngoài dọc nó qua là người là làm loại tiếp của hộ tự lo ăn, tự dành tiền cảnh không thân tâm để làm.
nào quỷ đó vậy? Thì ông Phật xuất ra cái loại này, chữ nào quỷ mà là quỷ đói, cái người đói. Còn nếu mà vô dòng tập thì dòng tập nó cũng đã ăn. Còn ra loại sức vô hộ thì tự dành nhiều ăn. Nó là nào quỷ nó không thể đến chỗ này. Đó là câu hỏi tiếp. Trong giấc ngủ con thấy Phật và Bồ Tát và quỷ lại thì con đứt con có bị bôi đen không? Trong lúc mà nếu mà một người mà thấy Phật Bồ Tát thì nó có hai cái trường hợp. Một là mình mơ mộng mình thấy, rồi mình sẽ thấy cái hình ảnh trong Phật mình mới nhớ lại. Còn thứ hai nữa là thế giới xung quanh mình là nhà anh của hồn. Anh thấy mình có đề Phật ảnh hiện ra. Chính cái câu chuyện này mà tổ của ma của ta đã bị lầm, cũng mơ mộng thấy Phật. Nhưng mà là vua ma ma tùng có hiện ra cho bị tổ thấy, thì có cái từ đó là tha tham. Nhưng mà để dẫn đến cái này thì Đức Phật có dạy trong những kinh 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 khác, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả cái gì trên thế giới này thấy đều là giả chất. Muốn tu truyền tâm cái đắp vững cái này, rồi không đắp vững cái này, rồi mình tưởng nữa là làm nó thấy được, rồi lúc đó là nó đi điều chuyện xảy ra. Còn mà tạm chân không thì cái tưởng là tôn giáo có cũng đâu có tưởng, chứ không ngoài gì hết. Truyền tâm nó thẳng cái này, nói đây là giả nước, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói thẳng. Con đã sống một cái tượng có thể là cái gì? Chứ bây giờ con đã phân định rằng thần người cả quỷ xuất sắc thì có cái gì mà hiện trên cái thế gian này được? Mà cái đó là quỷ, cái đó là hộ đương quyền làm cái này, vậy cái nghiệp của ta đương quyền làm cái này. Vì thế là thiền tâm ra đời để nói rất rõ, để mà người tu theo đạo Phật thiền tâm không sai lầm chỗ này. Trong quyền quý bác viết rất rõ ràng là Phật giới, sáu điện từ quan, tam giới điện từ âm dương. Vậy tại sao bây giờ bác nói tam giới cũng là điện từ quan, nhưng vì cuốn hút nên thành điện từ âm dương? Tại sao bác không nói điều này ngay lúc từ ban đầu ạ? Bây giờ tam giới điện từ quan chứ không nói là sao? Phật giới điện từ quan, tam giới điện từ âm dương, nó ba cái tầng Phật và cái tích cái đất mình không phải gọi là, không gọi là thế giới. Tam giới là dục giới, sắc giới thì dục sắc giới, nó gọi là tam giới, ba giới. Còn mình đây là thế giới. Bây giờ nếu mà muốn hiểu trong cái tam giới này nó có điện từ quan chứ không, nhưng mà mình không thấy được. Giống như là trong nước mà có nước, nước bụng có nước trong chứ phải không? Nhưng mà làm sao thấy nước trong thì phải có kỹ thuật lọc ra nó mà thấy cái nước trong. Vì thế mà cái tam giới này trước kia nó phải cái gì, nó cũng là một luồng điện từ quan không, và nó bị thức hút một trí của trời tứ thiên dương quay để nó tạo thành cái vật lý, nó tạo thành cái lý để nó tạo nhân quả và nó tạo ra công đức. Vì thế mà bây giờ khoa học đó chứng minh rằng ví dụ cái biển Thái Bình Dương bây giờ nó là trời quang mây tạnh, nó là gì gọi là trời quang mây tạnh. Nhưng mà khi nó bão lên rồi đó, nó có trời quang mây tạnh không? Nó cái tạo thành đảo dung hợp, nó trở thành cái dụng cuốn hút. Thì cuốn hút đó là cái gì? Cuốn hút nó tạo cái âm dương, cuốn hút mà. Thì bây giờ trong cái không gian, cái tam giới này trước kia nó là điện từ quan, nhưng mà cuốn hút một lý, nó hút tạo thành là một cái điện từ âm dương. Tiếp tục của nó là chính là điện từ quan. Vì thế mà cái nước trong quẩy bùn đâu nó trở thành nước được, cái sự thật nó là nước đâu, nhưng mà lúc trước không thể nói vô cái này được, nói từ từ.
từ để kết thúc trở lại cái bắt đầu. Vì thế mà tại làm sao mà Đức Phật nói ai cũng có Phật tánh, mà tại sao người ta không biết Phật tánh là gì, mà cứ đợi tới cái thiện trong ra đời nó chỉ Phật tánh là vậy, thấy nghe không biết trong danh tự đó là Phật tánh. Còn bây giờ trước kia là nói là thế giới này, bây giờ nếu mà nói về căn bản thì cái tam giới này gọi là điện từ âm dương tử, nhưng mà không có nói dễ sao, không có nói dễ sao, trong đó có điện từ âm, giống như trong gương nó có nước trong có chảy ra, nhưng mà cái phương thức có được. Thành ra người ta nghe cái câu này ban đầu cũng sao dường như nó sai, tại vì chưa có nghiên cứu gì. Chứ bây giờ mà cái địa đường quan nó nằm ở đâu, cũng nằm ở trong cái vũ trụ này, nhưng cái luân nào thì nó là điện từ âm dương, nó cũng là cái không gian đó thôi, nhưng mà nó thấy là nó tạo thành lực hút, nó gọi là điện từ âm dương. Rồi cái họ người hỏi cũng không hỏi, không xong thì cứ hỏi. Dạ, qua câu 2. Ban đầu bác có nói tạo công đức nhiều là về Phật giới, về sao bác lại nói công đức bị bô đen không về được? Vì sao bác không nói công đức bị bô đen ngay từ đầu ạ? Bây giờ tôi sẽ nói cái câu chuyện, bất cứ cái chuyện gì trên thế gian này nó không có tầm của tôi. Như giờ đầu tiên anh mở con đường từ điểm A qua điểm B, có khi nào đem giữa anh đá trước rồi anh làm được không? Đem giữa đá với đá trước là được. Bắt đầu anh làm một đá, rồi đá lớn, đá nhỏ, rồi sau đó anh mới đá cái giữa. Nó có tương tự vậy, thì trong đó là nó tương tự có biết ra như vậy. Trong tâm Thích Ca ngày xưa truyền bá cái đạo này, khi nào đem chạy trước. Ông phải đi đặt trước đá cho nó phải, thì tôi mới vào luôn, theo họ. Xong cũng có chỉ cái này mới chửi vậy. Vì thế là cái làm đường này nó cũng có giai đoạn, cái giai đoạn đầu thì cho sao tôi nói là nó đặt cái trước, nó khổ tại sao trong cái đường đó nó dày mà giờ cái đường nó dày. Cái này là cái thuật của người dù một ai cũng vậy, bất cứ một tôn giáo là muốn nói là cái chuyện gì phải nói tương tự, nhưng cách nào nói cái sao mà nói cái trước được. Cái này là chưa có nghiên cứu thì hỏi về thì cũng đúng rồi. Bây giờ tại làm sao cái ngày đầu tôi viết sẽ là tôn theo pháp môn nào của đạo Phật dễ nhất rồi, không phải thì nói mẹ nó là tên thiền tông có pháp tu nhìn thôi giúp chiêu đó rồi có cách cái chùa làm gì, bốn cái chữ đó thôi, hỏi cách phải làm gì đó, không phải giải gì đó. Tại vì một cái câu chuyện, bởi vì tại sao một cái tuần hát có một câu chuyện có chút xíu mà hát 4 năm tiếng thì cũng có chuyện sau cùng là chuyện thiện hát thôi, tuần hát là chuyện thiện hát thôi, còn đạo Phật nói gì nói giác độ giải thoát thôi. Tại sao ban đầu cũng vậy vậy? Vậy ban đầu ai nghe anh ta phải chủ cho lắm, chủ sanh tới đường sanh cũng phải còn hết. Sao con chạy không muốn được nhất định tiền thôi, cái không có thu nhiều quá. Làm hạ thế thì ban đầu bác nói công thức về Phật giới không có hoa tiêu nhập đường, vì sao bác nói phải có hoa tiêu nhập đường mới về được? Vì sao lúc ban đầu bác không nói rõ luôn ạ? Thì đã nói rồi. Bây giờ đã nói rồi, bây giờ thì chú nói là bây giờ có công đức về Phật giới. Thì bây giờ tôi hỏi là chủ một cái người ngoài Hà Nội đây muốn vô Sài Gòn thì ta chỉ có nói vậy nè, anh muốn vô Sài Gòn không, anh muốn ra Hà Nội không, anh có tiền nhiều đi được có vậy không? Thì đúng đó, nguyên tắc nó phải vậy. Nhưng mà điều khi mà anh bắt đầu đi rồi anh biết đường đi không, thì phải có người dẫn đường, thì nó phải có trước có sau. Chứ vậy anh có tiền trở lại mà anh từ Sài Gòn ra mà anh không có người dẫn đường kể gì, anh không biết đường đi, thì cái trình nó cũng không vậy đâu. Giờ hỏi tiếp,
Thưa bác, thiền tông là pháp môn rất cao quý, cháu thấy người tu thiền tông mà còn rượu chè cờ bạc ăn thịt đắm chìm trong sắc dục cái chay mà nói tu giải thoát thì liệu có đúng với lời dạy của Phật của tổ không ạ? Lặp lại, người tu thì pháp môn thiền tông còn rượu chè cờ bạc ăn thịt đắm chìm trong sắc dục cái chay mà nói tu giải thoát thì liệu có đúng với lời dạy của Phật của tổ không ạ? Chính câu chuyện này thì ông Phật có dạy sao? Một tay đồ tể buông ra thành Phật giết người để còn thành Phật được á? Cái nỗi dạng anh làm gì? Đi vào trong cái thiền tâm nó lạ lắm, thành thiền tâm nó phá vỡ tất cả những tu hành mà thiền tâm nó phá cái tu, nó thẹn nó đi lên là đừng ta nghe nói một người tu không phải đàng hoàng, cái người tu mà chửi tập trung là ta là bởi vì tại làm sao cũng phải còn dạy đâu, một tay đồ tể buông ra thành Phật như anh đồ tể buông ra thành Phật như mà tạo có công đức giống như là thế gian này nè, anh bây giờ anh ngoài anh rút dựng từ lần đầu tiên tòa án nó kêu bằng 2 năm rồi, tòa án kêu rồi dẫn đi ra cửa có ông cảnh sát cầm đầu thì dẫn đi vô, không ông cảnh sát không có trả lời, ông cảnh sát không có thì mình cũng đi đâu đi, họ kêu cho nó vui thôi. Luôn nhân quả nó như vậy, luôn nhân quả phải có người thực thi, còn không thực thi thì về anh có công đức rồi nó đuổi anh ra chứ không cần phải anh có công đức rồi nó đuổi ra khỏi cái thế giới này, nó nguyên tắc thế giới, bởi vì nó thành bởi vì nó là nếu hiểu về đạo Phật hiểu về nhân quả còn thế giới như thì mới hiểu được, còn nếu không thì cứ mù ở trong này cứ dầm dầm ở trong này hoài không đi ra được. Ông Phật đã từng nói một kẻ đồ tể buông tâm là thật, một tay giết người mà buông tâm là thật, ông vô nhân bảo biết tạo công đức trong vòng, ông vô bảo biết tạo công đức thì ông cứ xuống địa ngục thôi. Giờ mình có phải tin Phật tổ dạy kiến tâm tạo công đức thành Phật, vậy người tu thiền tâm kiến tâm tạo công đức thì có giải thoát thành Phật giống như người kiến tâm các bạn, và cháu bị người kiến tâm thì họ không làm nhân quả, còn người không kiến tánh thì rất dễ nhận sai lầm trong nhân quả. Bây giờ ngày xưa đó, khi mà vị trí vô công bố ra thì người kiến tánh mới hiểu được, còn anh không kiến tánh thì anh buồn không, anh cứ tưởng anh tu, khi mà kiến tánh rồi còn không còn tưởng nữa, kiến tánh anh thấy rõ rồi anh không còn tưởng nữa. Vì thế bắt buộc ngày xưa mà quyền trí chưa công bố đã anh muốn tu cho là Phật cũng vậy, có anh phải kiến tánh nên nó không được, còn sau này không cần kiến tánh gì hết, biết nó vậy là công thức rất rõ ràng, thì ông ta đã chỉ công thức rất rõ ràng, anh muốn đi đâu thì theo công thức mà làm. Bây giờ tôi nói nè, ví dụ giờ anh muốn dạng sanh lên được là anh là không cần tu tu bao nhiêu rồi, anh gặp ai anh cũng bố thí, có thể đi bố thí cũng muốn lên đó là đầu sạch. Chứ anh thành thực thi nhân quả, mình làm cách là ném mình lên đó thôi. Chứ nó phải tạo thầy làm dẫn mình đi tụng kinh cho nó thật. Trong đạo Phật không có tu tụng, mà trong đạo Phật gọi là đọc kinh, đọc tới đọc lui được giờ người ta. Ta làm cái chữ đọc là tụng. Tụng tới đọc lui thì thế mà ngày đọc tụng, tụng đã đọc kinh vậy. Chứ tổng là chứng đạo, đạo tới là tôi gọi là tổng, chứng minh là đạo Phật, người Trung Quốc gọi là tổng, thành lập chỗ này, vì thế mà phải đạo chúng ta. Bây giờ đây, tất cả cái công thức đạo Phật, dạy có 6 công thức tu, đi 6 nơi, và con đường trở về một giới là 7 đường, còn nếu được tính chi lên là 12 đường, 10 đường thật. Thậm chí luôn thôi, và một con đường trở về một giới, nó đã hiểu nguyên thức này. Còn mình không hiểu các Phật dạy cái gì rồi mình còn đó là tưởng tượng. Tưởng tượng tu là nó sai. Vì thế mà Phật bảo á, cái thời mạng Pháp này là một cổ như lai lạc chùa nhiều lắm, để nói lại cho ta biết, để bớt lại đi. Đạo như lai lạc bảo, giác ngộ vậy thôi. Có như vậy thôi, không có điều. Còn những cái chuyện phần trước là phước thì ở đâu, ác ở đâu, thường được Phật có dạy công thức rằng công ác
cũng phải có công thức, phước cũng có công thức, chứ không phải là không có luôn. Vì thế mà đạo Phật sáu pháp môn duy nhất chỉ có cái pháp môn thứ sáu mới dạy dân ý của mình, còn tất cả năm pháp môn trước gọi là dạy công thức. Nó phải có hiểu công thức là gì, dân ý là gì, dân là lời dạy, lý là chỉ ví dụ đến chân thật, gọi là giáo lý. Đâu còn phải tiếp đi. Trong kinh cháu nghe các hòa thượng giảng 50 loại khổ ấm ma, vậy thật sự có đúng là có 50 loại khổ ấm không thưa bác? Ngủ là 5 cái ấm là bình, 5 cái bình chứa. Chứa mà nó lại tốt á, thì gọi là cái gì? Còn chứa cái xấu là gì? Chứa cái xấu gọi là ma. Chứ ấm á, chứ ma nó cực kỳ là ấm, cũng bất mà. Trong con người mình có năm thứ mà chứa cái nào cái gì đấy, mà chứa hoàn toàn phước công đức không, ta gọi là Như Lai Tạng. Còn chứa ác người ta gọi là ngũ quẩn ma. Xin chịu để có năm thứ chứ không có năm chục đâu. Dạ con mời xin, con mời xin. Kính mong bác giải rõ ý nghĩa của các từ quyền linh là gì, hiển linh là gì, linh thiêng là gì. Quyền linh là cái ngay câu chuyện này là dành cho thành Phật. Quyền linh là do vị thành lập ra. Vì thành á thì khi mà cái đất này mà chấm hết là khi mà gia đình bắt đầu gọi là thành lập bộ tộc. Bộ tộc bắt ra, bộ tộc này đi đánh bộ tộc kia. Thành đạo thần bắt lập ra cái đạo thần. Thì ông nói có cái chữ linh để ta tu à. Còn hiển linh là tự nhiên cái chuyện này cái người đó làm ra phát ra, phát ra là hiển linh. Cái chân là quyền linh chứ là hiển linh. Còn cái gì linh nữa? Hiển linh, quyền linh. Quyền linh cho quỷ thách là rồi, có gì đó. Quyền linh, hiển linh, hiển linh, linh thiên. Linh thiên thì cái cách linh thiên là cái tiếng người ta đồ chứ không thực tại. Nói chỗ đó linh thiên có thể học cho đúng là sai thôi. Còn nghĩa linh là do một vị thần ở vị thánh là ta tạo ra cái gì đó gọi là nghĩa linh. Còn quyền linh là cái tên là căn bản của cái vũ trụ này nó là vậy đó, nó sẽ tạo ra được cái này. Nhưng mà đây là nếu mà nói khoa học bây giờ, nói đây là hiện tượng vật lý. Khoa học nói là không phải hiện tượng mà là hiện tượng vật lý. Chứ của hiện tượng bây giờ nó là hiện tượng vật lý. Nó thay đổi gì? Khoa học mà nó lên cao thì có giải thích được cái này. Thì là cái đạo Phật thì không có ra đời được. Đó là đã đời ba cái linh rồi. Nhưng hỏi tiếp. Bác có nói ma vương là vua của loài ma, có lúc bác nói ma vương là dục vọng tham lam tột cùng của con người về danh lợi sắc dục, vậy ma vương ý nghĩa thật sự là thế nào ạ? Mà nhiều mà nếu mà con người mình xuất phát ra mà tham lam chính là cái đồng ma của mình. Ông Phật ngày xưa tu cái này là cho cái đạo của ông, bởi vì những lý mà nó nổi lên thì ông cho đó là ma vương. Còn mà cái mà trong cái thế giới này có hai cái loại chúa, thần chủ thế giới gọi là chúa mình, chúa chủ, chúa thần, rồi cô hồn chủ của thế giới, có hai cái dạng này nó đi đâu chứ cũng không có cái ngoài ra có gì. Thần thì nói về linh thiêng để người ta sợ, còn cô hồn đem cái này ra để phục vụ người ta, phải hiểu nguyên tắc của nó. Chứ trong thế giới này không có thứ gì, không có hai cái gì cũng làm ra được cái này. Mà đa số tất cả những gì mà hiện giờ giảng này hoàn toàn là do thần chủ thế giới làm đấy, có cô hồn chủ thế giới làm. Thì nếu mà tính thật thần á thì Phật trao 10 thần trong chính
định của Bồ Tát đó, cái đẳng cấp có hết chứ không phải là không có. Thế là thành ra mình mới hiểu thế giới này, nếu truyền vào cái đạo Phật thì không còn phải khắc nghĩa này thì không ai mê tín được hết. Biểu mê tín còn được, nhưng trường từ một quan khô người ta mê tín thôi. Còn nếu ta hiểu rồi, hoàn toàn biểu mê tín, ta không mê tín. Rồi không phải tin được. Loài hồng có khả năng bôi đen được công đức của con người. Vậy tại sao con người có công đức nhiều và trong sáng thì loài hồng lại không dám tới gần? Vậy làm thế nào ạ? Cho nên mình có công đức nhiều thì là nếu mình muốn mình không trở về một giới cũng đi chuyển thành cái con để cho mình sống trong cái nhân quả này. Còn còn gì? Loài hồng có khả năng bao đen được công đức của con người. Vậy tại sao con người có công đức nhiều và trong sáng thì loài hồng không bao đen được? Bây giờ nếu con phật nếu mình tạo mà mình không có thì tự nhiên nó không thành, không được quy tâm, không thành, không được quy mô cái này. Mà mình có công đức là tự mình chấp ngã nó thôi thì được cái đó, không thành là không có phật lý mình được. Còn nếu mà mình có công đức mà mình không muốn về thì ông thần sẽ lo gì nó cũng hai cái trường hợp này. Nhưng mà nên nhớ là tất cả công đức diệu bích không con đen cũng đi ra khỏi cái đất này, tam giới này không bỏ đi được. Vì cái đất này gọi là đất đất quy luật nhân quả, những cái âm dương anh không có âm dương anh đừng đi ra phải về. Bởi vì đầu tiên một vị phật một tánh mặt của đây đây tu mượn thân người để tạo công đức tôi về. Thế giờ anh đang có anh về đi, anh chỉ có đất của anh cũng ở đây, ở nơi đây, không cho anh ở đây là đi đi. Mình phải hiểu cái thế giới này, rất dễ. Đạo Phật bây giờ nó là giải thích rất rõ ràng sự đi đi. Thì nó có giải thích cái này rồi. Còn tất cả không ai giải được cái này. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Mình hiểu âm dương thì mới sống được, còn không âm dương đi ra thế giới này. Cái giới khác ở đâu? Ngoài Phật giới. Còn ở trong này chứ mà dương, âm dương cao thì lên nhập cái trần trên. Âm dương thấp ở đây. Không phải hiểu cái thế giới này mình hiểu về và hiểu cái đạo Phật cũng thưa. Vì thế này mình tất cả Phật có nói đạo Phật mới giải thích được tất cả những gì mà khoa học thế giới. Nếu không có cái gì tâm này thì không giờ vô mười cái chùa ngoài chứ về không chắc pháp nào biết đâu. Nhờ cái này thì như thế mà cái đạo của thiền tâm nó ra ngoài tư cho không có cứ thủ mình vô mình ngoài được hết. Ai làm gì mà được hết, nhưng mà phải là ngoài thiền tâm thôi. Chứ còn cái chuyện mà chắc là khác rồi có hỏi cảm giác nó cũng tăng nó nguyên trạng này không, nhưng mà đều nó chỉ dạng chứ mà người ta tâm hiểu gì ta hiểu đâu mình hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi còn sống tại thế gian mình quan sát nhân quả thực tế thì có thể đón được con đường tái sinh vào kiếp sau không ạ? Vì sao nói công đức là tinh hoa của tam giới ạ? Làm từ đầu ý thứ nhất, thưa bác, còn sống khi còn sống tại thế gian mình quan sát nhân quả thực tế thì có thể đón được con đường tái sinh vào kiếp sau không ạ? Tái sanh ra không là một cái nghiệp của mình. Bây giờ nè, mình phải hiểu cái thế giới vật lý này. Ví dụ như anh làm phước chưa, bây giờ ta tối ngày cứ làm phước thiện rồi lên được là ở được giờ không? Làm sao mà tái sanh ra rồi là người được? Cái nghiệp mà nằm ở chỗ đó thì thành thức thi nhân quả bằng cách là ném lên chỗ đó cho mình sống. Chừng nào mà mình tái sanh ra là người, mình phải là một tiêu chuẩn của một con người thì mới tái sanh được. Bây giờ hai vợ chồng muốn bước đi nhau, vợ chết chồng chết thương nhau, không gì đi, không tâm lắm bước gì đó, đâu tôi thêm bỏ mà tôi thêm động kiếp ra. Vì thế mà trong văn học Việt Nam nó hẹn kiếp lai sinh, hẹn kiếp lai sinh thì biết sao vợ chồng chết tiếp là cha con tiếp. Mình có cái này thì cái phước mình làm, có cái này thì cái phước được làm. Chứ có phước, có tái sinh gì rồi. Có
còn có cái đi đồng hành từ chi nhân mà không phải đi được. Giống như mình ở đây từ giỏi quốc tịch Việt Nam có quốc tịch Tây được có ở đây được không? Không được. Quốc tịch Tây hoặc về hoặc qua bên Tây trong bên Tây có nghĩa là mình ở đây tạo cái gì trong tam giới để tạo cái gì mà trên đó được không có cách nào chúng ta được hết. Để thành thực thi nhân quả để làm gì? Ông có nhiệm vụ là thực thi nhân quả. Còn ở đây tại sao cái gì? Mình không có tưởng được bây giờ nếu mà giờ có thề nó thề biển nhưng mà không có dương tẩy để lên. Vì các con trời ở trong xuống đây đó. Đời mà thích đi. Cái câu này có ý như thế này. Khi mình sống ở thế gian này á, mình có đón được á, là mình sẽ tái sinh vào kiếp sau hay không? Cho nên bây giờ mình tái sinh kiếp sau thì phải có đường để làm cái phước. Thì mình thực thi, mình ra đây thì mình thực thi nhân quả được. Thật có thể ở hai người này cũng muốn làm vợ chồng tiếp, không làm gì thì đâu chết cho chồng tai lợi. Bởi vì trên thế giới này muốn cái gì mình muốn thật mình liền. Chúng ta muốn chịu chịu cũng được, luôn nhân quả nó không có chịu chịu. Được nhân quả nó là đâu là đâu. Chúng ta muốn làm vợ chồng nhau tiếp tục tái sanh và nó làm vợ chồng cha con gì phải có cái nghiệp. Bây giờ muốn tôi muốn ở đây và tập về tôi vô cái chỗ nào tôi cúng gì á là tôi muốn về kiếp sau là người tiếp theo là người. Chứ không có cái phước làm người thì làm sao mà muốn làm người mà chưa biết trong cái bò hoài sao làm người được, nó phải đẩy xuống cái lời chúng ta. Vì sao nói công đức là tinh hoa của tam giới ạ? Cái gì? Vì sao nói công đức là tinh hoa của tam giới? Công đức. Ai nói là công đức là tinh hoa không chứ? Công đức. Vì sao nói công đức là tinh hoa của tam giới? Công đức, phước đức. Công đức là làm gì có tinh hoa tam giới? Cái chân tinh hoa là chữ tinh hoa là dịch ra là chân thật. Tinh hoa là chân thật chứ không phải là có nghĩa là cái đạo Phật này nói thật rõ ràng nó gọi là tinh hoa chứ không phải là gì của ta đây. Công đức bây giờ muốn về một giới thì có công đức, còn công thức tu. Muốn lên trời có công thức tu, làm thành làm người giàu sang có công thức tu. Đây gọi là tinh hoa của nhân loại. Anh muốn đi đâu? Đạo Phật chỉ cho 12 con đường đi, dẫn con đường trở về giới rõ ràng gọi là tinh hoa. Tinh hoa với nhân loại là chỗ này. Chứ không phải công đức là tinh hoa. Công đức là ta chỉ công thức tu tạo công đức nha, không phải là hiểu gì hết ta. Rồi vị Võ Thế Hiền ở Bình Phước hỏi như sau: trước kia con có thờ Thủ Quyền cũng như thờ tượng Bồ Tát, hàng ngày con dâng hương dâng nước, từ khi biết pháp môn Thiền Tông thì con có làm như cũ nữa hay không, hay buông hết tất cả? Bây giờ mình biết đó, trước mắt tu Thiền Tông là phải hiểu là cái đất là ngũ quốc tập cư. Bồ Tát qua đây rồi, ông bà qua đây rồi, mình phải hiểu đây. Giờ mình tu gì cũng sai đây, có nghĩa là mình tu theo đạo Phật không hiểu ngũ quốc ra cái đất này năm nữa chúng tôi ông bà mình đó đâu. Ông bà mình nói cho ta không, nhưng mà nên nhớ là khi mà làm cái loại không chịu đồng thai vô làm vợ chồng con cái nữa thì phải ra làm cô hồn, không chịu hai cái điều này thì ra mày mã sống, ra mày mã sống qua mày mồ sống. Tới giờ cô chạy nhau đồ ăn, ăn đi ra, không ở trong nhà được. Mình thờ Thủ Quyền, đất Thủ Quyền của mình phải là tưởng nhớ lại bảy đời, chín đời ông bà của mình. Thấy không? Mình phải hiểu được rõ. Còn vấn đề mình cuốn ở đây, giờ cuốn tập đưa ai ăn rồi,
Bồ Tát đã giáo vô rồi, ông Phật không dám vô đây, ông Phật cũng không dám vô cái chùa chứ đừng có nói gì. Là tại sao ông Phật không vô được? Đệ tử không chắc cái chùa đó là cái lễ thành nữ luôn, vô chơi mà luôn lên chùa ngon, ông Phật dám vô, ông Phật đâu có làm linh được mà vô đây, ông vô đạo mà. Ông Phật mà vô cái chùa linh cái là đạo mà, tôi biểu linh chứ tôi biểu tôi đi ngọn liền thế. Hiểu cái chỗ này, cái đó không có tìm một cái chỗ này. Đây là rõ ràng, không phải là phải giống có gì. Nếu mà ông nói là ông ở đây thì tại sao ông nói là muốn muốn tập tư năm rồi đến chung, đã có ông ở đây đâu. Và giờ tôi thờ rồi, thấy không? Đức Phật đó là như muốn thờ Như Lai thì tưởng nhớ Như Lai hai trong giác ngộ giải thoát. Chùa Như Lai là giải thoát. Như Lai để là sách vở con đã theo bài dạy người ta trong 12 cái kinh đại thừa có cái quyển nào dạy cúng không tâm đăng cúng và có cái quyển cúng tập chỉ nếu thập thì chưa cúng một dạng đức phật không phật cúng một đường không chỉ đẳng ra vô tôi đứng tình trở về cúng ông phật dạy cúng cho cúng nhưng mà cúng coi tâm tất cả các tư cúng là kinh tư thập thì chưa có dạy cúng nó phải phải hiểu đập pháp thì phải học cho rõ chúng ta đủ gì thế này chúng ta hiểu không học đâu có đây dạy chúng sao đâu mà chùa nào bị buồn tám đó buồn tám đó thì chúng sao rồi là không có dạy giờ ta chết đâu mới thấy hiểu vậy thành ra phải vậy thành ra không học đó là 10 phần mê của cả 10 giờ làm gì đó chỉ là cái người bị mê mũi không chịu tu vô lắm mà học không chịu tập dạy kiểu này làm sao tôi kiếm tiền được rồi hỏi tới vị Trần Thị Pháp ở Kiên Giang có hỏi như sau: trước đây con tu theo pháp môn Tịnh Độ, con có thờ Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni và Tam Thế Phật. Từ khi biết pháp môn Thiền Tâm đến nay thì con phải thay đổi cách thờ như thế nào? Thế câu hỏi này nó cũng trật. Thờ Tam Thế Phật là gì? Ba đời chư Phật. Chứ đâu thờ Thích Ca. Tam Thế là ba đời hiện tại quá khứ vị lai. Là gọi là Tam Thế. Còn nếu mà thờ mà Tịnh Độ thì phải có cái gì là rồi hai người ta là trong tâm thế tí. Chứ mà Tam Thế thì trên ba là gì? Tịnh Độ không phải thờ cái điều này. Bởi vì mình thờ Di Đà thì lên trở tâm giải, mình thờ có tâm để làm gì? Nó tâm có bổn phận là mình gần tới và biết rồi đi ra. Rồi thế chí cũng vậy, có sai thì ta tỉnh cho mình. Còn bây giờ nếu mà mình thờ, mình tu theo thiền tâm thì nó phải về. Chắc chắn phải về, giống như cái cửa hàng kỳ trước đó mình tắm vàng, thì hết tắm vàng, tắm tạp quá, nhanh, cứ tắm đó chứ, dọn tạp quá rồi. Nó đúng với những người nghiệp lý này, đừng có sợ cái gì đâu. Cái gì thế giới này, cái gì tu cũng diệu được, nó còn dạy sắp không tu, không tu gì tu, không ép. Nhưng mà tu thì phải cho đúng. Giống như nhà nước, cho anh kinh doanh tự do đó, nhưng mà kinh doanh cái gì, anh nói là bán tập quá thì có cái gì đi vô, bán già có cái gì vô, bán tivi nó không nằm tập tập quá được đó, cũng như điện tử, anh ta đi vô. Nói vậy là mọi người mới là đúng cái thế gian này, nhà nước đã ấn định cái gì, thì tôn giáo ấn định cái đó, trong khác đó. Rồi, không phải tiếp tục. Chỗ thấy mà chồng thêm thấy là như thế nào con chưa hiểu, xin thầy giải thích cho con rõ hơn. Cái câu này nó dễ nói trong là tri kiến lập tri tức vô minh bổ, tri kiến bất lập tri tức kính niết bàn. Mình thấy người ta đường thấy đi ra cửa hàng thấy xe thì thấy tất cả đó, chồng thêm thấy là thật muốn mua đem về. Mua về thì phải giữ, bắt đầu đưa cái nghiệp vô, phải giữ. Để sơ học người ta lấy mất được, buồn không?
Bởi vì thấy chồng thấy thấy mà ham vua về thì là sao? Là phải theo nó và là đương hầu là theo nó, giữ nó mất buộc đó. Chứ mà tính thấy chồng thấy bị xa đương hầu là chỗ này đâu không phải tính đi. Khi con đọc hết 10 quyển sách của bác, tâm con như bị cuốn hút vào, như có một lực điện từ rất mạnh. Đó là điện từ, đó là như thế nào? Bây giờ trước đây á, mình tu không biết gì, ở nhà mình cứ tối nào cũng đốt nhang trái lại Phật Phật phù hộ con rồi, không phải không đập đạo xuống đây phù hộ, thì cái ông lang thang tới phù hộ. Rồi từ thiện cái bỏ vô, rồi cho nó đầy đi. Rồi bây giờ thiền ông vừa đọc ra, có cái lượt chưa, ông này chạy chịu nổi chạy ra. Có vậy thôi, có nghĩa là cái thiền ông cũng phát triển đi. Tất cả bất cứ cái gì mà có trong người, làm phát thiền ông tự nó có cái cảm giác rất là có người hút, có người đầy hút là nó đưa vô để nó đẩy vô kia đó. Mình cảm nhận rõ ràng chứ không phải con người tìm đâu có cái này. Vì thế mà cái diễn đàn người họ có câu kiều của mình, cái đó là tại sao qua cái này đó. Qua cái này nó hút vô cái là chỉ chạy ra là tự nhiên nó mất chứ không uống gì thuốc nào đâu. Thế là quy luật chạy tới không nó đơn giản đấy, không có cái gì mà lạ đó. Thành ra mình mới hiểu tại làm sao mấy cái người mà vừa bị giao nhập á, tập sắp thiền tâm lên, khỏi uống gì uống tạ, khỏi vô được tâm thần chi cho nó mệt. Giờ mình không phải, nhưng mà cái tâm thần nhớ một điều, mình đấu đổ thần kinh người ta nhập cho tiếp một lần đây không hết á. Bệnh ung thư mình chặt cái này không hết á. Chỉ nhập, giao nhập, âm nhập á, thì mới hết, còn nếu mà ngoài ra không hết. Giờ mình không phải tiếp đi. Không theo pháp môn thiền tông chưa được truyền thiền, nhưng nếu quyết chí tạo công đức và học thuộc công thức giải thoát và khi mất thân thì có chơi được giải thoát hay không? Mình thấy cái nguyên tắc này nè, truyền thiền hay là không truyền thiền không cần vấn đề nè, có nghĩa là mình tạo được công đức, ông thần không tu thiên nhân quả được là ông đuổi mình đi đó. Mình đi ra tìm cần gì mà ông Phật ở bên thực giới có nhiệm vụ gì? Khi mà quyền khí một vị Phật công bố ra thì chư Phật đến để quan sát có ai có đánh dấu trước, à, đánh dấu và đã còn 10 năm để đá rồi từ từ học từ từ đi đi cái gì đâu. Cái truyền thiền đây là cho thế gian thôi, chứ còn nếu mà nguyên tắc giới giới vật lý này không cài cái truyền thiền, nhưng mà nếu không truyền thiền thì không ai đó. Vì thế là truyền để cho nó có căn bản. Phật tử lên Phật gia lên thiền gia thì có cái cố gắng để làm. Đây nhận lý và chịu đựng nhận lý. Chứ nhưng mà thì về bởi người ta cũng mang cái thiền gia về bởi làm gì? Thiền gia để là cho thiền gia hết. Thiền gia để là cái bàn thờ cho gia đình. Chứ không có thể gì một chơi được. Ở trường hợp nào mà khi người mất và rồi chúng ấm thân được quyền quanh quẩn bên gia bên bộ mã không phải đi luân hồi? Đã nói rồi, tái sinh không đạt một triệu, tổ hồn một triệu không dễ đâu. Ác không có, phước dư không có, thì về đi. Vì thế mà người ta bảo sống có già khác với một. Sống thì có nhà, ở nhà thì đúng rồi, ăn chết ra ra hộ, chứ không cần vô nhà được. Cái quy luật thế vậy. Thì gì chứ? Ra hộ nhưng mà còn con cháu, nó còn có cúng. Vừa thấm nhạc vô, ngửi xong đi ra mãi, xong tiếp. Hoặc đi du lịch đâu đi, tới ngày giờ thôi ăn. Đó là vậy. Có nghĩa là không chấp nhận vào trong dòng tập để được tái sinh làm vợ chồng. Không chấp nhận làm cô hồn để quỷ phá người ta sư này chứ kia thì chỉ đứng ra một mặt đâu có mọi tiếng gì ngoài loài tiên
địa cầu này. Vậy loài tiên đó là tiên gì và tạo nghiệp như thế nào thì trở thành tiên ở thế gian? Tiên ở trên trời thì tu tịnh độ, trong thức tu tịnh độ lên trời trời bởi vì nằm ở trong thanh tịnh gọi là tiên, trời thanh tịnh gọi là tiên. Còn ở dưới thế gian này là tu cho đầu tiên. Đầu tiên là tu là múa bóng già này chỉ nói là cái đầu tiên là ở trên cái đất này mà ở trên không có người đến gọi là đầu tiên. Mà chắc trong được thì trong mong nó có có đặt có nơi tiên ở châu Á, có nơi tiên ở châu Mỹ, một châu có nơi tiên ở là chỗ không có người đâu. Tiên ở đó tiên nó không tạo bằng điện từ, nó được thiết vào cái loại cái người ăn, nhưng mà nó không phải trình dự, nó sống cái tạo tao nhã và nó cũng gọi là tiên. Tiên khi mà tiên tắt vào ba ở đây còn tiên và lên trời là tôi tên là không có có hai cái loại tiên trên đất và tiên tam giới là hoàn tiên. Trong 36 vị tổ sư thiền tông có một vị cha ngài là vua rất ghét thiền tông, ngài còn nguyện 10 chư Phật và cha ngài đã quay đầu lại. Vậy ngày nay con cái có thể cầu nguyện 10 phương chư Phật để cha mẹ mình tu theo thiền tông được không ạ? Thế là ở đó là có cái nhiệm vụ nó mặt về thiền tông thì chư Phật có ủng hộ, còn mình ở đây không có gì đó. Mình đây sống cái nhân quả tại tâm đó là có cái được chư Phật ủng hộ là gì, ở có nhiệm vụ mang cái thiền tâm này đi, còn mình có nhiệm vụ này đó tờ vào một chút mình như vậy này. Có nghĩa là người ta có nhiệm vụ gì thì chư Phật chứ, còn mình đâu thì chỉ cầu nguyện là ở đây mình muốn cầu nguyện là vậy. Mình chào mình đừng hết, đừng u mê, để mình đâu còn cha mẹ mình mỗi đừng mình tốt riêng, không cầu nữa đâu, cái giới này không cầu. Cầu á, thì nó có cho cái tâm, bởi vì có một nhà ra đó, cái nhà ra đó để cho mình nhẹ rồi nghe, mình thấy quá, chết thì chết bây giờ nó luôn. Mình phải hiểu cái người ta cái giới này là cái giới nhân quả, không ai giúp ta được, nếu cầu được tại sao mà chúng ta không có cứu gia đình được, gia đình bị đứa giáo nó tàn sát nó không được, không một kia liên tử học giỏi cứu được mà là tên có chờ học chân lại chân được đấy, tới cái nghiệp rồi bắt buộc phải thực thi không đấy, ai làm cho thành thực thi thực mà đấy là chuyện từ có cầu ai mình nghe cái người xưa cầu, bây giờ mình cũng nghe cầu xưa thật, đây là cái nhiệm vụ của vị tổ. Mình không phải cầu thì không, mình chỉ cứ lo đi trong bốn vị trí ra biết chạy về nên chân chạy về thôi, đâu không phải tiếp đi. Trong 36 vị tổ thiền tông vị nào cũng rơi vào vẻ tánh thanh tịnh không tánh, vậy ngày nay sao có người nói rơi vào vẻ tánh? Bác bảo đó là do thánh lập ra, vậy các tổ sư được rơi vào vẻ tánh là thế nào ạ? Bây giờ có nghĩa là nói hay không á, bây giờ ta tưởng là thế này, con kiến tánh thì không thấy bằng tánh và không có nhìn được Phật giới và là rơ dài nhìn thấy dài. Còn bây giờ sao thời các vị tổ hoàn toàn không thấy, vì thế là Đức Phật có dạy là cái gì có tướng là hư giống đó, vì thế mà Kinh Kim Cang nó nói là nếu mình thấy mình là kiến thức, mình là bà, mình có khẳng định đó là. Còn bây giờ mình cũng còn mơ thấy đa số mấy cái người mà tu thiền tâm này bị gạt cái chỗ này. Tu thiền tâm ở tu thay phải là tu thấy để chết chết rồi. Ai nhập được tập thánh vào chỗ cho mình thấy, rồi đi xin cung xin bài cho, rồi lại bỏ rồi đâu? Mà anh Phật rồi thì ông Thánh là đứng về đây, ông Phật á, ông Phật đứng về đây, đứng về đâu? Đừng có biết. Mình có những cái lý ức tại gì? Tại làm sao? Cái người tu vật lý á, nó cũng chưa còn tưởng tượng cho vật lý.
không? Được biết được thấy người này người kia thì vẫn thấy thật này thật kia. Lắm mặt chẳng đứng đầu dạy cho mình mà mình chịu nghe. Được đa số bây giờ đại đoàn tự thương truyền thông cũng có nói này nữa kia. Ta phải chấp không? Đại cũng cả được chấp. Mà nên nhớ rằng tất cả những người mà muốn nói cái này là cái gì? Càng sau cái đó là cái gì? Là tiền không có gì cả. Nói họ lại cũng tiền thì họ không nói. Nói thì nó có người cũng tiền nó lại. Còn khi nói họ lại đưa tiền thì nó thật thật. Nhưng ai cũng nói họ nói hoài người ta nói mình đi. Có người cũng tiền thì nó nở, nó nở. Không có, không có nó. Thì tâm cũng bị giả cho chúng ta. Thì quý cũng bị giả cho cái nào thêm đó. Giờ có phải tiếp tục. Trong quyển 36 vị tổ khi tìm thiền thường nhắc đến đấng tối linh. Vậy đấng tối linh này là ai? Chúng con bác giải rõ ạ. Thì cái này cái văn học người ta nói vậy cho biết được đó là nói Phật không chứ ai. Nhưng mà nên nhớ là truyền thiền thì Phật ứng thật đó. Nên nhớ là duy nhất chỉ có truyền thiền mà cũng chết không còn đi cúng không thắng. Nên nhớ một điều các chùa cúng Phật và họ ra mà đua tiền tiền để Phật ta nó thêm thẳng là lại kiểu linh của ông là nó có lý do là ông nó đã biết cái dòng tiền đi tới đâu và tới chỗ nào phát ra thì ông cho là cái ông tối linh chính ông sắp đặt cái chuyện này mà thế thì nó phải ông cứ lên cái giờ phải ai giờ thì cái dòng học chúng ta phải nói để cho biết đó tối linh của tiền tâm gọi là một vị Phật. Còn tối linh của cái chùa Phật Tí là chỉ là ngữ thì chỉ là tối linh. Tôi không nói ai chỉ là ngữ trong cái chùa Phật Tí chỉ là tối linh. Chờ hãy tiếp đi. Trước đây bác nói thì sư đi nhận bốn quyển sách là Quyền Ký Đức Phật, Giáo Lý Thiền Tông, Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông và Nguyện Đức Vua Chọn Nhân Tông Dạy Con. Vậy gần đây bác có nói giáo lý đạo Phật có đến 18 quyển, như vậy là thế nào ạ? Một đủ bộ của cái đạo Phật thì nó có cả 18 quyển sách cho cái đến đâu. Thế bây giờ chính nói là tại làm sao mà 12 cái quyển sách mà tôi viết ra đó là cái gì? Tôi lấy trong giáo lý tôi viết ra có 12 quyển là sách. Còn những cái kinh vẫn là gì? Kinh điển Phật gia gọi là kinh. Kinh của cuốn của Hồ gọi là chung. Chung của cuốn, cuốn của quyền của Hồ. Thì kinh của Đạo Phật nó có cuốn của quyền cho phải có kinh Đạo Phật. Có kinh đó, tất cả thì có kinh đó. Có sách đó. Nè, cái quỹ giáo lý được xếp vào là quỹ sách. Vì ký của Đức Phật cũng xếp vào quyển sách chứ không phải là kinh. Cái kinh là cái lời nói chân thật của một vị Phật. Để có vấn đề gì đó, kinh có gì? 12 quyển kinh Đại Thừa mỗi một quyển. Nó bao nhiêu phẩm, một phẩm nói cái đề tài gọi là kinh. Thì chừng nào mà cái diễn giáo lý ra thì cũng sẽ kê khai hết 18 quyển. Bây giờ chưa ra làm sao mà kê khai được. Chỉ nói cho biết vậy thôi. Thế khi mà cái quyển giáo lý Đạo Phật thì tâm ra là cái gì? Thì liên kê đúng 18 quyển. Nó đúng là Đạo Phật thì tâm giáo lý mới ra được. Rồi con hỏi tiếp. Trong kinh có biết câu chỉ có Phật mới hiểu Phật. Kính mong bác giảng rõ ý nghĩa câu này là thế nào ạ? Đọc kỹ lại. Trong kinh có biết câu chỉ có Phật mới hiểu Phật. Chỉ có Phật mới hiểu Phật. Thì đúng trong chiến Phật mới hiểu. Chứ còn bây giờ mình là đâu hiểu Phật. Chứ Phật đây là những gì còn năng còn nhau mới hiểu nhau được không? Giống như ở thế gian này, anh có việc kỹ sư thì bé kỹ sư nói chuyện nhau ấy. Ta nó hiểu. Có anh em người thường hoặc kỹ sư nói là không còn cũng ngủ đáng luôn. Đã. Trong ngành nghề thế gian này, bởi vì ngày xưa là ở bên Trung Hoa ta có nói một câu anh là kiến khách
chứ tôi đưa ai chính anh không quên được. Anh bài già thơ tôi mới trình thơ, một tiến sĩ tôi nói anh nó nghe. Thì thế mà trong đấy văn học Trung Quốc nó nói là hóa nhà tử kỳ là cái gì? Ông này đời nó chưa nghe mới được, còn nếu không thấy anh này là nó đập mất một ông mất nó đập cái đời này. Thì cái này có nghĩa là thật, nó nói cho thật biết thôi. Còn bây giờ mình nói nhỏ lại, mình là Phật con á, bây giờ biết thiền tâm mình là Phật con á. Bây giờ người thiền tâm nói cho thiền tâm nghe, thiền tâm đi ra nói cho người khác nó nói mình này cùng. Thế là cái rõ ràng nó cũng chưa về. Thiền tâm nói thiền tâm nghe, thiền tâm nói rồi cái tiếng nó cùng về. Còn phải học chân lý mà nói thiền tâm thì thiền tâm phải làm không bền tính. Chuyện về tính là nó tính sai. Vì thế mà Phật mới hiểu được cái này. Vì thế mà trong thế gian này nó có những cái tần số. Ai tần số nào có những tình của nó. Chứ không phải mua cái nào là rác, không phải vậy. Rồi hỏi thế đi. Bác có nói chỉ còn vị Phật không nắm giữ được mình là sẽ giải thoát. Vậy làm thế nào để vị Phật không nắm được mình, thưa bác? Cái này thì tại vì mà không có cho kỹ. Tôi nói là thế gian này, ví dụ anh mà có cái mục đích nhất đó, thì nắm được giống như cái chân điện đi 220 thì nó có trái. 220 quân mà anh muốn cho thợ điện nắm được là trăm, phải có một cái xu. Còn công đức là cũng vậy, nếu nắm được thì phải cái công đức nó cường được mạnh á, thì thành phẩm chân phẩm lấy ra, phẩm chân nắm thì mới có được. Còn nếu ít ít tập thì nắm được thì được, cái điện này chứ đâu 220 quân nó cháy là có 15 quân nó nên nó nắm luôn. Có cũng là điện, có 15 quân nó nắm luôn. Bởi vì cái thế giới này, thế giới này gọi là thế giới nhân vật. Thần thực tri nhân vật thì phải đúng, họ mới làm nó thực tri được. Còn nếu mà ngoài tầm không được thi được thì nãy là tôi nói nếu mà tòa án kêu 25 mà ra có phòng cảnh sát cầm tay là mình ít tiền là cứ đi tội rồi không có ai ra là đến trường thấy ai tôi nhỏ thì tôi đi đâu đi thế giới trực tiếp nó thế này giờ mở thế đi. Bạn có nói quan tử là ánh sáng mặt trời hay còn gọi là lửa tam muội. Vậy quan tử và điện tử quan trong nó khác nhau thế nào ạ? Điện tử quan khác, điện tử quan tử là quan là sáng, điện tử nó lấy từ chi chi. Cũng như cái điện bây giờ tại sao gọi là điện tử? Cái điện có làm sống ngắt, thân ngắt nhất, nó là điện tử. Cái hạt của là nó nhỏ nhất, mình gọi là nguyên tử. Cái tử này là nhỏ nhất. Vì thế mà cái thế giới này nó phải quyết định được. Khi mà cái loại bây giờ nè, mình thấy ông Phật ông nói đó, khi nào mà thời kỳ thứ ba đạt đạo đó, thì vị thánh bắt đầu là lập thì con người sẽ chân minh lên một cách nhanh. Nhưng mà khi mà nó đi cái mức độ mà chân minh tốt độ rồi đó, thì con người sẽ đi xuống xuống quý về cái đó. Vì thế đó mà hồi nước Đức á, hồi nước Đức nó giấy được là một cách một cái bộ nguyên tử á, khi mà 38-45 á, mà khi Đức Hiếp Lê bị thất bại, thì người Mỹ á, thốt một số cho một nhà khoa học của người Đức và một số bộ nguyên tử, Nga thốt với ông. Không thể ông bà họ lấy con nguyên tử à, vì thế là có cái chuyện là kết thúc chiến tranh sẽ hai cái con nguyên tử năm đô đây là con nó bằng cũng đi đô chi như Hiroshima giờ đã ra sẽ đi mà cái cường lượng cái bom nó phát ra đó là 5.000 độ nó phát về báo chính là 5.000 độ thì họ nói lên mà 900 độ cũng tiêu chứ thế mà là đầu tiên thành ra khi là cái thành phố là được là cháy đó là nó lấy cái hạt cát gọi là hạt cát nóng mà cát
chế là vô vi tử. Sau này bây giờ nó đã phát triển tới cái giai đoạn gọi là lấy tám nó chế bằng vô vi tử, mà người ta dùng cái dùng gọi là vô nhiên thật, nó đóng bằng cái sức đá, nó đóng gấp 10 lần một cái vô vi tử. Nhưng mà nếu mà nói về đánh á, thế giới nào đánh nguyên tử mà là điện tử thì không bị gì được. Mà khi mọi người lên tới nghe danh từ tung quan tử ra đời thì nó trốn cái tu của tu đi, nó sẽ đánh thì nó đâu có ánh sáng là nó sẽ phát triển nhất á, là cái đó cái vũ kỳ của cái quy diệu của đấy đó. Tôn quan nguyên quan tử là lấy mặt ánh sáng mặt trời. Vì cái gốc của mặt trời nó là sáng bao nhiêu? Năm triệu lờ độ thì từ lúc giờ nó phát ra nó lấy bằng cái. Bây giờ mình thấy giống như cái quy điện ở ngoài mặt và bên trong nó phát ra điện ra có bao nhiêu lần, có mấy chục vôn. Một khi nó đưa lên mạng lưới nó giao ra là 500 kg luôn. Rồi 500 kg nó cứ đưa xuống cái hạt thế, đột nhiên. Và có 100 rồi, còn có ngàn rồi. Rồi nó đưa xuống bình áp, tập thế. Nhưng mình ở đây nào còn có 200 kg luôn. Nó cũng một cái điểm đó, nhưng nó biết thế được. Vì thế mà cái ánh sáng mặt trời, nó sẽ biết thế bằng cái chữ nó. Gốc của nó là cái lửa tầm rồi đấy. Rồi 5 triệu độ, thế nhớ thì chỗ nào cũng xong. Mà mình cũng mong là văn từng đó, thắc mình thì sao? Thắc mình thì sao? Cái người có đương tâm thì có gì người đương tâm này đó. Bởi vì cái tấm của người mà nó không có gì ác đó, đó. Nó chỉ nhận giúp, nhận giúp cái này để không phải bỏ gì. Đây là ông Phật nói trước từng biết không có cái vật từng thành đủ và diệt của cái tất cả. Vì thế công thức khoa học nào là chúng ta nó mò. Hồi xưa mà hồi mà trước chưa có môn tử ai nó có cái môn mà phá đầu cũng bất cứ là người chết. Phá tư cái đó. Mình bây giờ có chứng kiến rồi. Mỹ đã thả hai cái môn tử xuống Nhật. Mình có chứng kiến là cái sức tàn phá cũng biết đó. Vì thế mà mình cũng mong rằng là người bây giờ Phật đã thiền tâm ra đời để nó bắt bằng sự thật để cho các nhà khoa học với các nhà lãnh đạo biết rằng cùng nhau tồn tại chứ đừng có gì đừng chịu dầu giả chịu dầu phạt cái gì cũng biết rồi đó. Đấy là các khoa học chúng ta cũng là cái mơ hồ không biết tức gì đâu cái gì đâu này rồi cho mình hỏi tiếp đi. Bác nói nhục thân lục tổ tồn tại được nghìn năm là do thuần quân điện từ âm dương. Vậy thuần quân điện từ âm dương này cho ai dạy mà lục tổ biết và áp dụng được ạ? Lục tổ là kiến tánh. Một vị Phật có thể là kiến tánh đó. Tại vì một vị tổ mà muốn để cái nhục thân thì có cái gì mà ảo dễ nó chứ. Nó bình thường theo vị tính nó phải chết. Bây giờ phải biết tại sao con người chết mà không có lại. Là vì người ta bây giờ khoa học thấy là một cái bọc môn vô thì nó tương lại, nhưng mà nó tương lại cũng một năm hai năm thôi, thế là lỡ. Còn lục tổ ông sử dụng cái phương quốc điện từ điện từ nó có cái dụng thân của lại quốc từ nó cứng mà các sinh vật không có xem vào được. Thế mà bây giờ ngày xưa mình nói là quốc điện từ nó hiểu. Nhưng mà bây giờ là nói có điện từ người ta biết. Hình như thế mà dùng cái dụng hỗn điện từ để cho cái dụng văn mỏng mặt kia là con dưới trùng nó không được, con hố con hòn không được được. Thì nó mới tồn tại lâu. Mà cái dụng ngủ nó cũng có thời gian. Tôi nhớ là năm 2000 tôi cũng qua bờ, qua Trung Quốc, nên tôi đọc kê. Ông Trinh cứ tưởng là phải thì tôi có đến được quan sát cả trong nó cũng hư hết này. Vì thế mà lấy giữa nó chết là hết, thế này nó thổi lại. Nó giá khoảng 1 giờ ở trên.
nó bảo đảm bảo bảo tổ bảo vệ được cho ngàn năm không đơn hơn. Thời gian và thời gian dồn trên cái giới này, bởi vì quy tắc thế giới này là cái giới của chu kỳ dần dần của gì, không cách làm tồn tại duy trì được đâu. Thành là con mình còn giờ ta cảm như nhà có khác không vậy, có khác một năm là bốn tiếp phải làm lỡ, nhưng mà học cái nào mà để 10 năm nữa đó. Và cái phút nó có nhiều lượng không chờ thời gian đó mấy lần ngày thôi. Thành ra các bởi vì khi mà tiền tâm nó ra đời thì nó chứng minh những cái khoa học. Bởi vì ngày xưa Đức Phật không nói á, ông nói là bây giờ Như Lai ngồi đây, Như Lai có thể nói không? Một cái số này nói cũng chê thì mà ông đừng có chờ, ông đừng có đi. Nhưng mà bây giờ cái khoa học nó chứng minh rằng bây giờ tôi nói vậy là đây mình nói gì qua Mỹ nghe được. Dù có điện thoại gọi có thể đó có thể vẫn nghe được, có đi lửa trong cái đất mà vẫn nghe được. Này thời buổi này nó vấn đề là có thiện tâm người ta có cần ý không, nhưng mà nên nhớ là cần ý cỡ nào 100 người chỉ có 7 người được ý thôi, không nhiều người bỏ hết cũng không cần ý. Vì thế mà cái thiện tâm nó có nói ở thời buổi này, thế nếu mà thời buổi chưa có cái điện thoại di động thì thôi bỏ trong cái một cái điện đầu không có tài liệu nó đã không hiểu, đã không hiểu, thành ra nói ra rồi thì người ta nó đi. Bây giờ sẽ gì chúng mình ngồi đây nói là một chứng minh được thì nó trở đi chứ chứ một thiếu học chứng minh nó đi luôn là không phải đi. Trong kinh có biết Ma Ha Bát Nhã là mẹ sinh ra ba đời mười phương chư Phật, vậy Bát Nhã ở đây là có phải là bộ kinh Ma Ha Bát Nhã không ạ? Hay là ý dạng nào khác thưa bác? Chữ Bát Nhã là chữ trùng khắp ba la mật là thanh tịnh trùng khắp là nói gì? Nói để nó trùng khắp cả cái pháp giới này. Mà ngày xưa đó mình nói cái trùng khắp nó tin, nhưng bây giờ mình mới chứng minh cái trùng khắp nó. Bây giờ là cái mạng của mình ra đây, ví dụ mạng của tâm điều phát ra thì ngồi đây mình bắt được gì? Mình bị bắt được, nó bắt được thì nó không trùng khớp là cái gì? Mũi bắt được, tàu bắt được, cây bắt được, út bắt được thì nó không trùng khớp là gì? Tức cái chỗ này Bát Nhã qua học là thanh tịnh trùng khớp. Cái thanh tịnh là cái điện từ mà cái làn sóng điện mà của cái diễn đàn mình cũng nghe nó động không? Nó có động, nhưng mà tâm nó cũng có. Vì thế mà kinh Bát Nhã Ba La Mật nói là cái chỗ này một vị mà chứng được cái này thì phải đạt được cái chỗ này, cái thân tịnh này thì mới được rồi chỉ còn chứ phải. Còn bây giờ tại vì khi nói này thì mới chứng minh rằng cái đất này không phải mà cái diễn đàn mình nói đây mà chỉ có đây nghe có xin lỗi ở từ kêu bằng là từ đầu cái đất chính xuống đầu cái đất cái đầu tay ra bắt được biết đất nó không đủ khác đi đó. Đã ý là cái này là kinh Bát Nhã Ba La Mật nói là như ngày xưa không giải thích được, không chứng minh là tại sao nó đủ khác được. Bây giờ qua đã chân minh rồi mình nói là đủ khác được mà phải đợi Google YouTube video đó ra thì mới chứng minh được, chứ chưa được Google chưa ra mình cũng chưa mua được. Dù tôi bị làm có mình không chứng minh được. Rồi con hãy tiếp đi. Thưa bác, cháu thấy kinh điển thường lấy viên ngọc quý ví dụ cho thánh Phật, vì sao không chọn một thứ gì khác và chọn viên ngọc như ý hay ngọc minh châu là hợp lý ạ? Ngọc như ý là cái gì? Là theo ý mình không muốn gì được đấy. Rồi bây giờ một minh châu là minh là sáng, viên châu là cái hạt nó sáng, nó phá cái chu minh. Bởi vì cái chuyện này nó không có lý do. Ngày xưa đó, cái câu chuyện đó thì Đức Phật ổng nói nhưng mà mình thấy được khác. Ổng nói là ổng xuống lâm cung, vua lâm cung mới tặng cho ổng một hạt minh châu. Rồi cái hạt nó sáng, cái minh nó sáng, cái hạt nó sáng. Ổng không lấy, ổng cảm ơn, thấy chưa?
dương. Nhưng mà kêu con Diêm Dương ra là lâm nữ. Con ra đây ở nữ lúc con có 8 tuổi thôi. Như lai giao lại cho con cắt đi. Rồi nữa con dạy ta thành Phật. Mất cái câu này, con kinh Pháp Hoa một cái vậy. Mấy ông dạy không hiểu. Có nghĩa là ông Thích Ca biết con Lâm Dương này nè, hết làm kiếp rồng trở lại làm người ở nước rồng mặt. Thế là cái đẹp rồi. Hạ Như Châu là cái gì? Là cái quyền ký cho lý mới bị lâm. Có nghĩa là cái quyền ký nó đang sát trưng đó. Hạt giáo lý nó nói sanh bóc hết. Thì có thể mà tại ngày xưa là con có Lâm Dương, Lâm Dương được khi trở lại làm người, cái rồi đầu thai, cái nào rồi tới đây có người đưa giáo lý rồi cho quyền ký rồi. Vì thế mà ổng đó, ổng nói là lớn nữa con cái dạy người ta thành Phật, hoặc là dạy thành Phật cũng đúng, mà dạy thành con thành Phật cũng đúng. Là vì khi mà lớn nữ con bố này ra thì hoàn toàn con đức chúa chết về một giới di trần. Thì ổng ta tập dễ ở, thế nào? Con dạy thì lúc đó đưa cho ta thì người nào hiểu công thức này mới để cho thật được. Nếu mà không có con nữ thì bây giờ làm sao tôi học đây tôi nói cái gì? Tôi cũng học ABC giống như người ta cũng được chùa lại khói đầu. Chứ làm sao tôi biết vậy? Nhưng mà tôi nhờ mấy cái quyển này tôi đọc tới tôi mấy chục năm. Tôi đã tả rồi giờ tôi cứ nhập vô, tôi mới hiểu. Chứ nhưng mà tôi đọc bây giờ sao nó khói đâu này? Chỉ có đề hỏi cho tôi mới đã làm được. Con học thì mới hiểu, con không học cho hiểu. Thế là đề kể cái chuyện đó. Thì cái câu chuyện đó là vậy. Rồi mà thế thì vị chư quý ở quan niệm có hỏi như sau: loài cô hồn nằm ngoài quy luật nhân quả, vậy loài cô hồn vậy phá thiên hạ, loài thần có can thiệp được hay không? Mình phải hiểu quá. Trên thế đất này cái người bị nhân quả sẽ có ba yếu tố. Chúng phải muốn nhân quả là thứ nhất hoàn thân tứ đại, thứ nhà thứ hai suy nghĩ và hành động ba cái mới là nhân quả. Cô hồn nó không hoàn thân tứ đại, nha, nó chỉ có hành động thôi. Là thật, nó có suy nghĩ có hành động có, nhưng mà thiếu cái tứ đại. Vì thế mà nó không. Bây giờ hỏi vậy chứ, bây giờ con suy nghĩ nè, ở thế gian này con bắt được bắt cái người ăn cắp á, nắm được ai người ta thì mới thực thi nhân quả. Còn nếu mà con không nắm được ai người ta không có thực thi nhân quả được không? Con hồn nó bằng điện rồi sẽ con nắm đó, ai thực thi? Nếu bằng điện không bắt được. Vì thế là nó nằm ngoài cái quy luật nhân quả. Muốn có nhân quả thì phải vượt qua chúng tôi tứ đại, suy nghĩ và hành động. Còn đặc biệt có suy nghĩ là thiếu tứ đại, nó điện từ bắt không được. Bây giờ cái điện từ nó di chuyển không có nhẹ không? Tại sao mình nói đây trong vòng một giây nó làm tới được cái di chuyển mà điện từ cũng nhanh như sản phẩm đó mà cỡ đó có được này thì làm sao tôi tin hiệu quả được. Mình đi là chạy 15 cây số một giờ con chạy chạy bắt nó được đúng không mẹ? Nó chạy vào cái chiều điện từ không có thể bắt nó được. Vì thế mà nó có người nhân quả ở chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp. Xin thầy chỉ gõ giúp con những ai có thể ngự trên bàn thờ ông bà tổ tiên trong gia đình. Bàn thờ tổ tiên từ trước để lại, bây giờ muốn thờ theo thiền tông thì con phải làm sao? Bây giờ cái vấn đề ở trên mạng thì tâm chấm vô đã nói rồi. Cái nhà mình này chưa đâu Phật quên, tổ tiên quên, nhớ được bỏ tổ tiên. Nếu mình là cùng chủ gia đình thì khác, còn mình phó gia đình là khác, hoặc là mình lê tu gia đình là khác. Nếu nên nhớ được Phật tử thì tâm cũng không bỏ được mà chỉ thờ rồi. Chú quyền một bên Phật một bên, không có ai hết. Bây giờ nói xin lỗi, tại là ta không có của quyền, mình là ta có mình biết của Phật. Phật chỉ là một thầy thôi.
giúp mình giải thoát thôi. Nếu mà đẳng cấp ổng vẫn nuôi chủ quyền mình làm, thế giờ mình có tâm này là phải mang ơn chủ quyền chứ. Mình đã nói đầu ở đây, đã nói đầu được là cảm ơn quốc gia chứ. Quốc gia mình còn mình chủ quyền để mình đã biết cái cảm ơn của tổ Phật là chỉ của ông thầy dạy cho mình biết con đường về thôi, chứ đâu có gì đâu khác. Bởi vì ông Phật ông từng tin rằng ta là vị thầy chứ không phải là thầy. Nhưng mà nếu mà nói hỏi ta là còn năng còn giác, ông ta biết hết là dạy là theo thôi. Đó là cái hiểu cái giới định lý này chứ nhất. Nếu cảm ơn quốc gia thì là không có quốc gia mà không còn để nói chuyện, không có ông bà cha mẹ mà không còn để nói chuyện. Ông Phật thành ra thành thành trước tầng, trước Phật xếp cao quốc gia. Có thể rõ là mà chỉ vì con cái giáo hóa này thôi, còn tác biệt nó không có. Tác biệt thờ nó là Phật là làm, quốc gia là sao cũng luôn. Chứ nếu giờ cái lý này không được. Bởi vì ông Phật đã từng nói rồi, ông Phật cũng là ai, cũng là một người trong quốc gia chứ ai. Không có quốc gia, không là đạo mọi đó. Thế là mình phải hiểu cái thế giới này. Thành ra cái Phật của quyền bên nhớ là cân nhắc cho rõ, đừng có làm vậy. Có những người thấy này được đem con của quyền qua cục rã cũng được, cũng được ở đây. Đó là mình phải rồi hết. Khi sự sống trên trái đất bị hủy diệt, nền văn minh bị hủy diệt theo chu kỳ 10.000 năm. Vậy vệ tinh mà con người nền văn minh trước đó có bị hủy diệt hay không? Hay vẫn còn nằm trong không gian? Bây giờ mình thở cái thần của đề mà nó nói từ cái nền văn minh được. Bây giờ, ví dụ bây giờ nè, ông Nguồn Giác đó, ổng là ổng sẽ tham chế ra cái điện thoại di động này, rồi nó gửi sao cái đáp ổng chạy tay lên. Nhưng mà bây giờ cái thế giới này mà nó không còn cái di động này thì con người ta không còn là ngoại là cái này nó nằm ở đâu, nó đi rồi, nó bị trở về không gian. Giống như bây giờ nè, bây giờ cái chùa nó nhiều nó phát ra cái mình học thì tâm nó tôn nó phát ra, có người mắt thì thấy đâu nè, còn nếu mà chết đến cái mặt này nó nằm đâu, nó nằm trong không gian chứ đâu. Còn là người nào bắt được thì nó sẽ thấy lại, thì một con mặt mà cái những cái cách tôn giáo thì khi mà tôn giáo không còn nữa là đâu, cái tôn giáo nó trở về không gian hết. Mỗi tôn giáo nó có cái khía cạnh, một cái công đức riêng. Còn riêng cái đạo Phật nó có sáu cái công đức, đạo Phật sáu công đức mà các tôn giáo thì một thôi. Nếu người ta không sử dụng nữa thì cái tôn giáo nó nằm trở về không gian chứ đâu nằm đó. Rồi kiềm nằm mà dân nước nước rồi lấy lại sẽ đi. Thì ông Phật không là bổ ra một quốc đây, ông thành Phật cái thành cái gì? Ông nói ông lấy ông lên trên trời ông nên là lấy cái này rồi ông là ổn chúng ta ông ngồi đến vụ đã tới tới giờ nó nói ra cái ông đã hiểu rồi, Phật nhãn mở ra là thấy rồi, thấy được rồi, Phật nhãn là trong năm con giác lấy được rồi, nhưng mà chúng không làm được. Vì thế mà ông lại nói ra những chuyện để sau cùng cái gì đi đi ra để đi lên khi một người dân minh có nói được cái này. Tại sao tại những cái đạo Phật tiền ông không có lập đạo, không ai hiểu. Đừng nói gì, trước 100 năm cũng không ai biết được. Trước 100 năm khi là có điểm chưa phát ra không có được. Mà là có điểm mới phát ra từ đây đây, khoảng 80 năm. Radio có từ khoảng 80 năm gì trước. Ngày xưa mà khi mà thế giới thứ nhất á, 14, 18 chưa có điện. Chưa có đi làm mấy cặp, chưa có đi làm còn diễn con. Nó có điện của xe như mình diễn con, nó chưa có. Nó còn đi làm rồi. Sau thứ 9, thứ 2 là 38 đúng lần bắt đầu diễn con. Mà sau giải phóng thì điện thoại nó di động mới có. Chứ trước giải phóng thì cũng nói, là Motorola thôi, chứ không có nói là mà không diễn con như bây giờ. Thầy Phật cũng đưa lên thì nó nói. Vì thế mà đạo Phật chúng ta có cái đi theo từng quy trình của nó. Rồi con hãy tiếp tục.
Tại vì sao con đọc bài nguyện về Phật giới trong kinh tụng của Thiền Tông, con lại thấy chính mình ở trong đó mà con lại khóc rất lớn tiếng, không cầm được. Đọc cái bài kinh nguyện về Phật giới trong viện kinh tụng của Thiền Tông thì cảm thấy chính mình ở trong đó và lại khóc lớn tiếng không cầm được. Thì đó lúc có những người tu Thiền Tông có thường thường nếu mà đi đời nó thấy trong kinh tụng, nhưng mà mình đừng có làm, mình thấy đừng có chấp chấp một cái làm kia làm rồi mình thương thương rồi đó. Tất cả những người tu Thiền Tông mà thanh tịnh đều thấy hết rồi đó, nhưng mà đừng có nói ra không được, nói ra theo kia làm rồi đó. Thì là người ta nghĩ Đức Phật phải về Đức Phật, tại sao mà ông không ông bảo là Phật chứ là Phật chứ Phật là Phật chứ Phật là ông sợ mình cái chỗ này này nhưng mà đều có thứ người nào mà cảm nhận cái thanh tịnh thì hiểu được hết cái hết, nhưng mà ông Phật sợ thì thôi. Một cái của Thiền Tông ra đời là gì? Ra đời để chỉ cho công thức luân hồi và công thức về một giới một tức chỉ thôi. Vị người nhân sinh ở Phú Yên có hỏi như sau: cứ 10.000 năm là trái đất theo chu kỳ bị bệnh một lần do con người tự hủy diệt, rút hết dầu mỏ và khoáng sản. Vậy khi rút hết dầu mỏ và khoáng sản như vậy thì trái đất có thu nhỏ lại hay không? Nó còn thu nhỏ lại, nhưng mà nó mất cái kia giống như con người của mình đó. Giờ nó đang nào đang làm tính máu mà rút máu rút đi, nó cũng còn sống được rồi đấy, cũng không từ 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 nó sinh sản lại, cái như vậy đi nó sinh sản lại. Bây giờ mình mới hiểu này, mình á lấy dòng họ ra mình xài thì thật nó cũng hết đâu, nó chảy chứ thì là không hết, nó cũng trở về không gian rồi không gian nó trở về ra đấy, thì mình mới thấy cái này chúng mình cái từ cái thực thể cái nó như nước đó. Mình mất mình xài gì không hết, nó bốc hơi trở thành nó thành bay lên lên thành bay bay mưa thì nó tuôn hoàn. Ví dụ mà trong cái đất này có 1.000 tỷ mấy khối đất ở nước thì nó tuôn hoàn cái này thì cái vấn đề mà tài nguyên nó cũng vậy, rồi có lấy xài gì thật nó phải trở về trở được thanh hoa này. Vì thế mà cái tiếng nói của họ là gọi là pháp pháp âm, người nói đây nó mất chung hạn cũng trở về trong không gian, có phải chung hạn chung hạn của cái gian lý thế không có gì mất hết, nhưng mà thiếu bây giờ nó sẽ tái tạo lại, tái tạo một thời gian 10.000 năm nó tái tạo lại. Cái này nó cũng mất rồi, nó mất thời đó nhưng mà nó chuyển qua cái dạng khác, chuyển qua dạng khí, rồi khí nó quan trọng thế này. Rồi không phải chết gì. Rồi khi ta đủ công đức về Phật giới, khi ta mất thân, chung ấm thân, hãy rơi ra ngoài sức hút của điện từ âm dương, ra ngoài bầu khí quyển ở tại thành ô vô, có phải như vậy không? Cái chung ấm thân đó, muốn về Phật giới, ở trong cái thế giới nhận lý này nè, địa từ âm dương nó cuốn hút thì đã tu mất thân, nó phải nói, nó nói cho cái kiểu mà điện từ, còn mình mang thân tứ đại nó nói cho cái kiểu tứ đại, vì thế mà cũng không nói thì nó chạy ra ngoài sức hút một tí của cái đất á, ra nó ở, rồi ra nó để đi trở đúng cái ngày giờ mới được ông Phật có dẫn mình về Phật giới. Chính ông Phật tới đây cũng vậy. Rồi này nó sát không chịu mở luôn. Lúc đây thì bây giờ lý trợ phải không? Ra đó nó không có được quy định lại. Vì thế mà Đức Phật ở đó mới làm nó quan tiêu. Người dẫn kéo ra ngoài này nè, chứ chưa về đâu, ra đây rồi không có hỏi. Không có tranh tới hết đại 3-6 lần này, có 20 giờ mới ra được không? Thì ông nói là ở đây đi. Ở đây rồi tôi chỉ đắc cho đúng này đến giờ này. Khi nó quay ra, cái đất nó quay ra, chúng ta phải làm được rồi. Nếu có giờ cũng giờ, chúng ta phải làm được rồi. Vô đó, chúng ta phải làm được rồi. Cái nơi nó không quay. Vì thế mà chú muốn thân mình nó không tạo cái gì, nó có bằng điện từ dương, phước
đức vua, phước đức âm nó cũng tốt, tạo toàn địa thừa như những cái này nó trở về cái chân lý của nó. Nó còn cái gì? Nó còn tánh Phật và tố công đức. Nó mới theo cái phóng trung tâm này đi trở về Phật giới. Đó, thì về đó nó gọi là thành Phật. Cái công đức mình là vật tư và đó để mà tạo ra môn nhà Phật thân và kim thân Phật. Đó. Thành ra cái linh trình của nó nó có như tư lệ, nhưng mà ngày xưa nó nói, nó vô đọc, nó được cái này, nó được cái này, nó đâu. Rồi con hãy tiếp đi. Người tu thiền tâm trước tiên phải tập thấy, nghe, pháp, biết là bốn thứ của tánh Phật do bị 16 thứ tánh người che phủ. Vậy ta tập tánh thấy hay tánh biết trước? Tánh thấy trước hay tánh biết trước? Bây giờ cái câu hỏi này đã bị cái sai này, cái sai này một là người tu thì không có tu phải tu là sao, mà tánh thấy nghe nó biết thanh tịnh thì để nó tu làm gì? Nó nói thanh tịnh thì nó tu làm gì? Câu này nó là sao? Có nghĩa là một chút nó không hiểu cái tánh Phật là cái gì. Tức là thấy nghe nó biết nó là thanh tịnh thì hiểu, chính tánh thì hiểu cái gì đâu, không tu. Vì thế là thì nó thẳng tu, thẳng đập, thể tu thì nó thanh quy được trị, nó thanh tịnh được trị. Vì thế là nếu mình kêu bằng cái tắc của mình á, cái tắc của mình không kêu có được thì mình tập, tập từ từ rồi là tu tập từ từ giảm cái tắc. Rồi để tạo về cái vị trí mất cho nó đi là không có cách. Thế là kêu của mình không có tu, thiền tâm hoặc tu biết công thức trở về cuộc giới hoàn toàn không có tu. Thì công thức người ta đã dạy rõ trong cái pháp thứ 6 rồi đó. Rồi, phải tiếp tục. Thưa bác, tuệ tấm thanh tịnh Phật giới và chân thông giống và khác nhau thế nào ạ? Tuệ là nó rộng như cái tuệ, là gọi là tuệ tấm. Cái tấm nó có hoàn toàn tấm không tấm Phật không, gọi là tuệ tấm, tuệ tấm Phật. Còn Phật giới thì nó là một cái nơi, là một thế giới Phật ở. Nó không có khác. Thì một thế giới của cái Phật ở và Phật giới Huệ tánh thanh tịnh là cái đơn rất rộng như Huệ và các Phật ở gần Huệ tánh. Rồi con mời tiếp. Cháu có thắc mắc, khi các vị tu dục công vật lý, các vị này không quan hệ nhâm dục nữ sắc, vậy tại sao khi gớm lên các cõi hơn cao hơn thì các vị này là quan hệ nam trục âm dương ạ? Cái gì nó rõ rồi. Khi các vị tu dục công vật lý, các vị này không quan hệ nam trục nữ sắc, vậy tại sao khi giới lên các cõi cao hơn thì các vị này lại quan hệ nam trục âm dương ạ? Thế giới vật lý này là thế giới này gọi là âm dương. Cái sinh hoạt của nó là nó đã có nhiều tâm chưa. Sở chỉ mấy cái người là ta tu vật lý, người ta không chấp nhận là người ta tưởng thật kiềm. Có thể không? Nhưng mà nếu một điều kiềm cái gì kiềm là lên thế giới khác cũng phải theo quy luật này. Tại đây nó có cái tưởng, nó tưởng là cái này là thánh thiện, ta mới tưởng. Nên trên, bây giờ cái một bài giảng trên đây nữa, lên nước Cực Lạc đi, có thể là không đạt được mặt. Bây giờ nó bây giờ lên đây làm tiên nam tiên nữ thì phải tiếp nhận phương pháp thanh từ mọi người lên bảo nhận được làm sao mà không tiếp nhận được. Tại cho ta không có hiểu là thế gian này gọi là tập chết luôn. Mình không hiểu cái chiếc cái này nó vậy. Thấy từ tu là ép tử là tu không có cái gì đó là tôi là thanh. Nhưng mà cái thánh này người ta không hiểu là thánh gì. Thiền tâm có chỉ thánh để là thánh gì. Tại ta không có hiểu cái họ hiểu cái gì. Bởi vì nếu mà tôi không có đạo nào không hiểu cái gì thì lý hoàn toàn không sai. Mà bây giờ tại vì tại sao có họ không có
nói là đây là tinh hoa nhà Phật. Trên trái đất này không có dạy không có cách nào thoát rồi. Khi đó của có công thức đi. Giờ anh cô làm vậy chú lên trời giờ được có công thức làm chứ không phải là nói tu tu mà lên trời nó phát hiện là tu mới cần đấy. Thế giới này có lượng gạt người ta không lên trời đó được đâu. Bây giờ nói là bây giờ ví dụ có một triệu đồng thì mới lên cái hội đất nào được. Mà em thầy có con lên đây có làm nào không? Ông ta có làm gì có làm nào đó mà lấy người ta. Ông lấy ta có đi xuống đi theo cái đường quả. Tôi cũng tưởng là mình tôi mà không có đầy tiền nữa thành một bốn trăm phải tắt một cổ thì mình là thắp thắp đi rồi đó có được tắt đi thì ông ta là vậy nhưng mà nói mạnh nó nặng quá thì nó bị phá nhỡ lắm nó bị đấu đỏ cũng được thành ra nói từ từ rồi con hỏi chứ bởi vì cái này không tập còn bỏ những cái giới định tôi không có được tôi sai rồi. Thưa bác, người chế tạo ra vũ khí chiếm 10 hàng loạt thì xếp vào lò quỷ. Vậy lò quỷ đáng ra là ra lẽ ra là âm nghiệp thì phải ngu lắm. Vậy tại sao lò quỷ này lại thông minh đến như vậy ạ? Cái này là tất cả cái gì mà dân lên đây là theo quy luật của nó. Bây giờ ông cái chế tạo này là cứ theo quy luật thành của quê gì á. Không có trăm trăm lên này làm trăm bây giờ cái khác được trong phải là không có chắc cái này có nghĩa là con người từ cái thời đồ đá rồi đến đồ trần nó đời nguyên tử từ quý gì trong cái theo tuần tự của nó thế giới gọi là thế giới trực tiếp nó phải dễ không có tổng gì hết từ cái này cái nhiệm vụ không dễ chứ đâu phải là thế giới này là mỗi một người có cái nhiệm vụ một loài nó có nhiệm vụ con người nó phải sống cái tâm kỳ đồ đá đồ đồng rồi mới đời nguyên tử của quý vị thì nó phải đi tuần tự nếu không có mấy ông này đâu quý vị cái đất này được chứ cầm dao mà làm sao quý vị cầm dao còn đá còn đồng quý vị được giờ cái này là cái quy luật của nó phải tin. Thưa bác, những người tu thiền tâm tại chùa Bắc Diệu này nếu sau này trở về một giới thì có nhận ra nhau được không ạ? Ở đây cũng ghét rồi. Ở đây cũng ghét rồi, mình lên rất ngọt cao lên. Nó rất đẹp á. Mình ở đây, ở trong gia đình mình hả? Con nên nhớ họ đi vô một cái hội nào đó, dành cho người, con nhào vô cái họ tế hài. Không nhìn ra được đâu. Còn Phật giới nó là minh mông. Ví dụ con đi vô bên đời này mà cái sự sống là con ta đúng vậy. Hai người đi gần nhau ta thì còn mặc cái bàn tay rồi bàn trước là đâu. Rồi con biết sống đâu. Vô cái lễ hội vô cửa rồi là con đã đi đâu rồi. Cái người đi đâu thì chiếm một người thì trong Phật giới cũng vậy, cứ minh mông người ta mình gặp nhau là lên lắm thì gặp, có nhiều khi lên lắm từ giờ gặp nhau mắc cỡ, ở thế giới là lý gì vậy, chưa tin mắc cỡ thì còn đừng có gặp lại. Thưa bác, 36 vị tổ thiền tông, các vị có biết rõ vị Phật nào dẫn họ vào tam giới này không ạ? Nắm cái thân này cho ông biết. Thế nhưng mà ông nói cho ông biết. Ông đặt nắm cái này. Ông đặt nó nắm vị trí cho ông biết. Ông biết hết cho ông biết. Kêu là ông không có được. Vì ông đặt cho ông cũng biết. Ông không có được. Mà bây giờ là được đó. Thế là khuất kiên là thảo. Nắm mặt cũng biết. Thế nhưng mà không có được. Bà có đi. Tôi có giết. Tôi có là bà đi thử. Là bà chơi bỉ. Mà tôi có chửi bà đi. Được rồi. Thế quá đại tôi về giao lại cho đất đặt giao cho con này mà nó được giờ đã chết đi. Thưa bác, việc làm nhân quả của 10 tỷ người khi chết rồi nghiệp đều lưu ở trong không gian này đầy đủ hết đúng không ạ? Cái gì? Thưa bác, việc làm nhân quả của 10 tỷ người khi chết rồi nghiệp đều lưu giữ ở trong không gian này hết phải không ạ? Thì
chuyện là trong gia đình chứ đâu, trong cái bầu hòa đạo ở trong này thôi, không có ba bầu hòa đạo khác. Khi mà tới đất nó bị như vậy mà cũng dừng lại, tất cả những cái chung tu hồn nó bị dừng lại. Thế là chở đâu có gì đâu. Mà ở kia nó mắc không, không máy chạy lại, thì nó tiếp tục. Thế là chở đâu có gì đâu. Thưa bác, vì sao các vị lạc ma khi chết và tái sinh luôn nhớ kiếp trước? Chính mình rất rõ ràng, có phải các vị lạc ma có câu chú nhớ được quá khứ không ạ? Cái người mà chết và tái sinh lại đó mà nhớ được trước, nó có cái lý do thế này. Là anh phải một lần là anh đã tu vô cao, tu vô trí này anh chứ không tu vô trí không có được. Thứ hai, anh làm nhà văn học cho giỏi, ba là nhà kỹ sư cho tài. Anh muốn chết để là cứ ở lại này, nhưng mà nó có công việc, công việc ở lại để là. Vì thế á, mà có đủ cái lưng này rồi á, thì khi mà ông thần cho nhận hai mẹ lại á, thì ông thần phải quản lý cái này. Suốt 9 tháng 10 ngày, không cho điện được ông thủ lại, để đi, để sống, cũng sống được. Nhưng mà không quên, vì thế mà thường thường mà các bạn đặt thần đó, từ 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, 12 tuổi trở lại thông nha, chứ là trước trên 12 tuổi có thể làm được. Thì ta nhớ lại, thì nhờ cái ông chân thần thương hành này, ông yểm trợ bằng cái điện từ tâm điện từ dương, để cho cái thai này nó không bị chìm trong giấc ngủ sâu. Vì thế mà cái gì nó không quên được. Khi mà sanh ra thì bắt đầu 4 tuổi, 3 tuổi thì đã bắt đầu, ta nhớ lại rồi. Nhưng mà nó chưa phát triển được mà. Mà phải phát triển phải từ 8 tuổi lên. 8 tuổi đến 12 tuổi, vì thần đồng nó sẽ lên. Thế là da vậy thôi, chứ không qua được. Thế phải là thần trời. Là do cái nghĩa lực người ta, mà người đó biết anh phải là tu, tu cho mình biết. Thứ hai, kỹ sư có học văn học gì lên. Thì mới có khả năng này. Thần đồng Vida không có thể góp được, thần đồng một thì nhâm tơ về đây. Hai cái chế tạo cái gì đó cho nó giúp ta. Nó nói cái quá khứ gì lại cho đây. Và đó là thật thật. Nha. Là do cái này. Do cái nguyên lực bên ta. Mà có được sự yếm trợ của một vị thần cơ hành. Không có thần cơ hành không làm được này. Đó là nguyên lực nhân lại thì nó có cái. Bởi vì mình muốn cái gì thì thừa là giúp mình cái đó. Muốn lên trời, chậm qua lên trời. Muốn người dọn xa thì tìm cái chỗ nào vô cái nhà dọn xa, hoặc là xuống cho mình mua cái đất tự nhiên mình phát triển phát triển phát triển phát giàu lên à, nó có nhiều cái do tất cả những người mà giàu ở đây thì nó mình suy nghĩ được tất cả với những người giàu đó. Suy nghĩ là từ cái lúc mà mình còn nghèo tại sao mình bây giờ mình giàu, mình suy nghĩ là cái điều chưa có ai giúp mình đó à, đó là do Phật và biết đấy Phật giúp mình nó không phải tiếp gì. Ngày xưa bác có nói giáo lý được công bố ra rồi, vậy người công bố đó là người thuộc về giáo hội đạo Phật hay là người có quyền hộ án quốc gia? Giáo lý đạo Phật thì công là giáo lý đạo Phật giáo khác là do người giáo chủ giáo truyền lại. Còn với giáo lý là Phật Thiền Tông thì có hai nơi công bố. Một là lãnh đạo tôn giáo, hai là lãnh đạo quốc gia, có hai nơi công bố. Đức chùa thì không có nhiều, không có nắm nhiều mà không được quyền. Nó trở về trước. Chúa ông Thiền Tông có nhiều nắm giáo lý để chuyên không được quyền công bố ra. Mà có hai nơi công bố. Giáo hội của người và chánh phủ của người. Mở quên quý rồi đó phải. Vì thế là cách này 6 tháng tôi tiếp xúc đó được khoảng gần 20 quỷ. Rồi cho cái giáo lý này. Tôi có nói đặt được. Giáo lý này nó có hai cái nơi để mà công bố. Anh tìm được cái đó. Để giới thiệu được tôi giao. Giáo lý tôi không để là tôi không để tôi tên hiệu. Mà để cái người nào công bố là người đó phải để lên được. Tôi chỉ là người chúng ta cũng biết thôi. Thế tôi không hiểu cái này.
tôi không được quyền làm cái này. Rồi ông hãy tiếp tục. Bác có nói nếu có khoảng 50 chùa thiền tông thì giáo lý được công bố ra, vậy vì sao bác không khuyến khích người tu thiền tông phát triển chùa thiền tông thiền tông thấp để giáo lý được công bố ra? Bây giờ đây là cái giáo lý nói vậy, cái chùa thiền tông này lại không sống được. Chùa thiền tông tới chuyện hiện giờ sinh hoạt bằng nhà nước làm lơ làm cơ cổng đạo không có ai biểu cứ sinh hoạt bình thường và cho mình về pháp lý không có, mà chỉ pháp lý thì cái chùa này nó tồn tại 60 mấy năm thôi. Đang thế giới vậy, chùa thiền tông của mình không có cái gì là mà đã nói là đăng ký tôn giáo 2018-19 đăng ký nhà nước và cứ sinh hoạt bình thường. Ông cho tức là có đại đạo trong cái bậc miệng, khi nào ông ngưng tiệm trong bậc miệng chứ vậy không, thì bây giờ chúng ta còn ngồi đây nói được thì cũng còn cái lưng miệng chứ không còn cái lưng giấy tờ. Còn bây giờ bảo tôi đi tìm mấy cái tập tôi có đưa ra gì, tôi đã tìm mà tìm được mấy trường tập này, mà tôi đã nói là mấy cái mấy một cái trường này có nghĩa là người quản lý cái chùa này chẳng phải là có cái mà nói được cho hội thấy không, thì nó biết là nếu gặp chùa này mà món đạo không gọi là lãnh đạo thì nhập không cho nó có mối vậy, thì tức khi là nó là người lãnh đạo không được quyền đâu. Nhưng mà tôi nhớ là cái giáo lý này không, mình phải hiểu cái giáo lý này cái gì. Giáo là lời dạy, cái lý là lý chân thật, chỉ rõ từng quả thân của mình để cho mình từng các tôn giáo. Mà giờ dám nói thật đẹp không? Nếu mà đã thấy còn bao giờ tôi không có né ra là cái gì bên trong đạo A hay là không có tên gì, làm cái mục đích gì, tôi nói là cần cho biết nó ta chứ không phải là nói chuyện bộ mà nói là Phật cổ sách nó cứ dính cả quả. Nếu nói cái điều đó là Phật không phải thì cãi gì chúng ta cãi, tôi sẽ sẵn sàng cho nó. Mà nó có đặt Phật mà bạn không phải mô hồ không lừa ai hết bằng sự làm 100% chán như con này, có nghĩa là nó biết ra là người điểm nào thì người ta phải là tâm tôn khổ của mình, chứ không phải là nói chỉ mô hồ thôi. Giáo lý đạo Phật thì không có, còn cách thực tế là Phật, còn giáo lý đạo Phật không có. Vì thế mà đạo Phật thì ta không ra khỏi Phật, tự do về pháp tu tập, tự do về ngoại trường là thủ lực. Đạo Phật thì ta không có thể làm gì này. Còn tất cả các đạo đắc quan không ai dám ra khỏi Phật. Rồi, nhưng mà thưa bác, người tu thiền được công khi đến cầu sào tâm trưởng cuốn giác họ giải thoát thì phải làm sao đi cho đúng hạn? Người tu thiền được công khi đến cầu sào tâm trưởng muốn giác họ giải thoát thì phải làm gì cho đúng hạn? Cái này là đâu phải trong thiền tâm mà trong bây giờ hỏi chứ sao sao tâm trưởng rồi lên 100 đó không còn được con nữa đi đâu, rồi một sẽ xuống hai là bước thêm cái nữa là sao thì giảm sáng bước thêm một bước thì giảm sáng đi giảm sáng đi đâu được tiền sẽ có lúc của mình cái quả của mình. Tâm thiền tâm nó là tâm thiền tâm nó nói rằng vậy, bởi vì con bởi vì giống như bây giờ này, con suy nghĩ là có cái cầu vượt thế không? Tâm lên một trăm thứ mà nó có cái chiếc nói xe nó chạy tới đó là chạy đến đất nó chạy rồi sao, nhưng mà cái núi lớn cũng núi lớn là chạy được là sao thì nó giảm xăng. Cái này nó là ngoài cái gì đó nhưng mà nói cho biết vậy thôi, bởi vì nó ngoài đồng cao tâm nữa mà không giống tâm nữa là tầm sao đây trong cái quyển nào tôi nó có nói là một là nuôi lợi
Chạy lên thì dễ đó, mà lui được đó đây. Có ai có lui không? Còn không thấy thì không có được. Rồng quá được cỡ trên thành cái bụng của kinh nghiệm. Chép cái lớp gạch. Giờ nói tiếp đi. Người đã bí mật thiền tâm rồi, đã giúp cho nhiều người giác ngộ như mình, nhưng vì cuộc sống không thanh tịnh được, vậy người này có giải thoát được hay không? Giải thoát là được không? Thành ra cái công đức, nhưng mình có công đức thì giải thoát. Mình có công đức thì tự nhiên giải thoát. Có nghĩa là mình có công đức ông thành, ông tám bền thì mình giải thoát. Còn nếu mình không có công đức thì giải thoát cái gì? Nếu không có công đức thì cũng có giải được, vì mình dễ chết. Người đã bí mật thiền tâm rồi nhưng không có điều kiện giúp cho người khác giác ngộ như mình, mà người này sống lúc nào cũng thanh tịnh, không dính mắc những chuyện xung quanh, vậy người này có giải thoát được không ạ? Nếu mà mình sống trong thanh tịnh là không có công đức gì ở đâu, không có hai đường sống hai nơi ở trên đất này, như lên tinh độ của đâu? Thế nhân quả, nếu không có công đức phải sống cái nhân quả. Thanh tịnh chứ những gì đây, xin phủ ép, xin sợ ta là ai. Còn thanh tịnh mà ham vui thì đẹp lên tên kia. Rồi, nói tiếp. Vị chồng Minh Giang ở Vũng Tàu có hỏi như sau: khi con tập sắc thiền tâm vào mỗi đêm ngủ, con hay mơ thấy ác quỷ mù con, vậy thiên tượng đó là như thế nào? Tại hồi trước mình tu theo thế âm á, thì mình tu thiền tâm đó, cái câu chuyện này nó có cái câu chuyện cuối cùng mà tôi bỏ hóc môn á, đang tu vô thiền tâm được ai để làm tham gia rồi. Nên cháu là nó trùng mệt, nó ồn 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 hết hồn luôn, biết la không? Tôi mới hỏi vậy chứ, của người thật ra chỉ gì vậy? Anh thì thấy ma sợ. Thật ra thấy ma sợ. Chứ nó hồn là thám sợ. Nó nói trả cái bọn thật ra lại đi. Bây giờ nè, cô thấy đó là thấy nó đó. Hồn chưa đã, tiếp cái xuống nó hồn lớn vậy. Ôi hồn về nó nằm thì thu nữa đi. Anh đưa cái đông băng. Qua ngày sau làm thế, ba ngày trở nên chín đó. Ma ơi, nhìn tao tao ngủ đơn hồn để tao hơi là buồn tao nói. Nó làm vậy thì nó bảo nó không chạy cái gì đó. Tại vì lúc trước mình kéo kêu tay con, kêu tao vô nhà, rồi bây giờ mình đưa tiền tao vô, mình lấy ra, nó tích đến chật, nó buồn mình để cho vui thôi. Chứ nó biết gì mình được đâu. Người nhận được kiếm gì thiền tâm mà còn nghiệp hoặc gây thêm nghiệp, vậy có tạo được công đức hay không? Thế giới này đã nói rồi là đầu tể cũng đau thật Phật và nghiệp ảo nhập gì. Bây giờ nếu mà mình sợ cái này thì ông Trần Văn Tâm không hiểu rồi. Ông dám tạo ra tên Tàu rồi. Tàu nó bảo ổn đánh giết nó. Tại tạo đi cũng được đạt luôn. Ông nói một câu về một chơi khác đánh giặc ra. Mà vô chiếm chú trọng là làm gì vậy đâu. Nó phải hiểu chứ. Phải giờ Trần Văn Tâm để làm cái gương cho người tu thiền tâm rất rõ ràng. Mình phải hiểu rõ. Chúng ta thiền tâm mà cũng khiếp dở. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma thì tâm thường vậy. Ông Phật giết ông ma còn phải không? Thì là sao? Còn đấu như thế này làm gì? Mình phải hiểu cho rõ. Cái thế giới này là thiền tâm có quyết đặc biệt này. Mà không cái tôn giáo là giả mất được. Tôn giáo trên lẩu làm gì? Con kiến, con mũi, con chân ấy. Kiến đặt đặt đi một nạn sẵn chết. Mẹ tâm cũng giết được một mũi tôi. Người mang nghiệp mà đọc kinh sám hối thiền tâm trong vòng 30 ngày, vậy có biết rõ nghiệp hết được hay không? Sám hối thì nó có hai cái dạng. Một cái dạng là mình cứ ngồi một vài mà nó không hiểu thì đọc kinh sám hối cho nó hiểu. Thứ hai nữa là mình
phạm cái gì ấy, mà khi mình biết vi phạm người ta không nhìn đến chấp mối cái này, thế là nó hiểu cái chấp mối tùy theo vì cái chấp mối mà gọi là chấp mối tâm tội hoặc là chấp mối bản thân, chấp mối về gì đó, còn chấp mối mà lỡ liên dê là Phật pháp nó nát. Tùy theo có bài chấp mối đây thì kinh nó nằm trong kinh chấp mối, nó nằm trong một trong người là người ta mới hiểu kinh sách, nó nằm ở trong cái giáo lý. Vị Lý Thị Phong cư ngụ ở Thái Lan có hỏi một số câu như sau. Câu hỏi thứ nhất, nghĩa của từ Như Lai có phải là Phật tánh hay không? Hiện như là bây giờ nếu mà nói về Phật tánh thì không đúng, mà nếu mà đúng cũng không, nếu mà nói đạt không đúng, tại vì con người tứ đại nắm nắm được cái này, đã sống được cái này thì người đó gọi là Như Lai. Như như vậy không, nó rất có chuyện ta là như vậy mà ổng không dám chữ ta, chứ chữ ta nó đi qua cái ngã thì đấy ổng chính là Như Lai, là ta sống như vậy thôi. Nó là như như vậy, nó không đến không đi không ra không lại mà là Như Lai. Chữ Như Lai này là không thấy được chữ ta, mà cứ trong cha chữ ta này là gì, là tâm Phật. Nhưng mà nếu mà nói gì tâm Phật cũng vô cầu, mà người ta cũng được, nó ta nó chính vậy chứ. Còn nếu mà nó tâm Phật thì chắc cái ngã Phật không được, để tạo được lại chứ Như Lai. Vì thế mà tìm mới những cái câu để ông nói thì mà Như Lai Phật là biết là ổng đó là cái tâm Phật đó. Đấy, bởi vì thế giới vật lý ông hiểu trước những người ta nó biết vi phạm về thế giới vật lý. Còn nếu mà tánh Phật thì vô hồi không được, nên chỉ thế mà cái là Như Lai thì cũng hiểu cho hiểu rằng chỉ tôn năng cao, chỉ tôn năng giác có cái bao bỏ được, chứ Như Lai là tôn năng cao giác là đúng mực rồi không phải. Câu Như Lai thanh tịnh thiền nếu được dịch đầy đủ có ý nghĩa như thế nào? Là cái người tôn năng tiền thanh tịnh thế giới vật lý thì phải sử dụng thế giới vậy thôi. Chứ nếu mà trong cái thế giới này, bây giờ nó là trong 49 năm Đức Phật không nói cái gì được, cái gì trên cái thế này đó, về cái chân lý này không có được. Thì bây giờ nói ra để cho người ta biết thì thôi. Chứ còn bây giờ hỏi tu tu thì người ta gặp Như Lai tâm tịnh thì là Như Lai là cái tự nhiên nó vậy mà nó tâm tịnh thì vậy. Mà nếu chưa tu thì nó đã sai rồi, thành ra ông phải nói cho cái chân Phật để cho ông dạy cho thế hệ sau. Vì thế mà ông chỉ nói đã rồi, cao này không thể dùng những cái ngôn ngữ của đời người được. Thế thì nó nói là ta muốn chiến thắng ta cũng hết là chỗ này, nhưng mà giờ nói ra là để phương tiện cho người ta biết thôi. Rồi có phải tin thanh tịnh rộng lặng hành chi có phải là của thiền tâm không? Đúng rồi, thanh tịnh rộng lặng hành chi là nó là vậy. Thế ta cũng nghe thấy, nghe nó biết nó là vậy. Thấy thì thấy trong thanh tịnh, nghe trong thanh tịnh, biết thanh tịnh thì biết là chi. Lúc nào cũng chi, chi trong cái thấy nghe nói, biết thấy nghe nói, chỉ chi để biết đó. Rồi còn lại là chi. Thiền tâm có cần phải đọc cho luôn luôn thanh tịnh hay không? Không, là học tôi biết không có thanh tịnh. Bây giờ mình đã sống sinh hoạt vật lý mình không thanh tịnh rồi là đi làm hãng sửa, mình đang chơi thì điều khiển máy mà thanh tịnh mình chắc như lúc đó tài của mình. Còn nếu mình lái xe mình thanh tịnh đó quên lái xe trước rồi đụng đụng đứt ra đó, thấy đèn đỏ chưa dừng cái thanh tịnh chạy hoài rồi đó tới. Thiền tâm có cần phải hành sống với thanh tịnh hay không? Nên nói cho quý thì nó không có sống gì đâu. Nó sợ Phật biết pha, sợ Phật biết Phật, sợ pha biết pha, thanh tịnh cái gì? Thì dặn đến rồi đọc. Ăn thuốc tới nhà phải đủ nó ra, đánh hết. Không thanh tịnh cái gì? Thì thiền tâm ta chỉ rõ đây. Rồi, có mệnh tích gì? Để tâm thanh tịnh, rộng lặng thì
không bị sanh tử. Hiểu như vậy thì có đúng với thiền tâm không? Này hiểu được lắm. Để phân tích cho biết cái tánh Phật tánh thế gian đối với tánh định không biết để đó. Giờ đang sống tánh người phải sử dụng tánh người. Tại vì cái tánh Phật nó là dạy cho tham tham công đức và dẫn thôi, cái con người nó dẫn nó đi, nó tưởng theo cái tưởng của con người, tình nó sống theo cái tưởng của con người, vì thế mới tạo ra nhân quả luân hồi. Đừng biết vậy gì, không cái đất này phải tạo nhân quả, những cách nào cũng không tạo, nhưng mà có cái con đường đi về tạo cái công đức mới về được, còn cái này tạo quả ra nhân quả tạo ra được. À, nhưng mà đi về buồn á, anh có trăm căn nhà đi nữa, anh dám buồn để về rồi còn một cặp, anh có căn mà anh phải buồn mới chính cái nhà này. Đó là vậy, vì thế mà người ta biết buồn trong cái nhà làm gì chứ, ổn là tôi sắp đi thì cũng sắp đây đi nữa. Thiền tâm là chỉ rõ cái nguyên kỳ lý và cái quyền thoát ra, không có gì lạ trên đây, rồi nó là chứ. Hữu tình thì có nhân, có nhân tất có quả, vô tình không có nhân, không có nhân thì không có quả. Hiểu như vậy có đúng với thiền tâm không? Hữu tình là nói về con người tạo ra nhân quả, còn vô tình không có nhân là gì? Cái đó cái cây cũng cũng một trường hợp có nhân quả. À, cái cây mà nó còn sống nó bị nhân quả, cái cỏ mà có con bò ra ra gì nữa chứ không? Cái cây mà có phát con người nó phải lấy một cái củi mục mà lấy. Thành ra thế giới này đừng có đặt cái nhân quả này tùy trường hợp, tùy cơ ứng biến, từ cơ hành động, cho đừng có nói, đừng có nói là tôi hiểu này là nó khó, không có đúng. Thế giới này không có được, thế giới này còn cách nào mà đứng yên một chỗ nữa, cái cách quay lại đây anh có thể tạo ra đây cái no đói rồi cái thức bụng ha. Nó đi theo có gì được, vật lý của nó không cách nào dừng nữa. Ta muốn dừng phải dừng cái gì? Dừng tạo cái nghiệp mà tạo công đức, nó tạo cái vỏ cái này nhưng nó tạo cái kia chứ làm sao nó dừng? Nếu không dừng được công đức thì không tạo lên là được tạo gì? Thế giới này không có dừng được cái gì, bắt buộc phải làm, mong là giống như thế giới này tứ trụ từ tất cả một cái nhân của tâm nào nó phải cái này không nổ cái này là cái nhạo của đạo. Tứ trụ từ là vô cái vô đạo. À, mà đạo thì nó có hai cái loại, một cái đạo luân hồi và cái đạo đi về. Rồi mà đến gì? À, bốn câu sau đây: hữu tình được gieo trong nhân gieo quả ác sanh, vô tình thì vô dụng, vô tánh cũng vô sanh. Có ý nghĩa như thế nào? Hữu tình tai hạ trùng. Có nghĩa là ông ngũ tổ và ông tổ đó, cái người nào biết mình có còn sống thì chỉ người ta, còn người ta không biết thì có chỉ giống như mà nếu mà người đó ví dụ mà cái đất tốt á thì gieo cái hạt giống nó mới mọc cây lên, còn cái đất còn cằn cỗi á thì gieo nó chết luôn. Là vậy, cái con này cũng muốn tổ dạy đi luôn tổ thú tình lai hạ trùng nên đất quả hoàng sanh, vô tình lai hạ trùng. Người ham muốn mạnh liệt một đời này trở về Phật giới có nên đi sâu vào nghề chữa bệnh miễn phí cho nhiều người hay không? Thì nếu mình muốn được, muốn nên có điều á, mình về nhưng mà mình cứ lo tập thuốc rồi về sau này. Ông khi mà số thành coi cái thực tiễn nhân quả thuốc không có về được không? Mà ông xuống cho tôi quăng lên cái chỗ nào cũng được, cũng được. Có nghĩa là mình muốn tạo phước cũng được, một cái có tạo cũng được, hai cái này. Thì công đức là gì? Phước thì tôi cũng hưởng, không có phải. Tại vì trong cái lời dẫn dò nó nói là phước đi, công đức nào cũng đi, muốn đi được nào, tạo ra cũng muốn về. Thì vậy, thì trong cái trung tâm hiện nay, chúng hội về cái phước mình nó ta. Chứ còn bây giờ ông không có được rồi, làm sao biết được vậy? Thì thật sự chi cho bạn vừa ra thấy ở tại chỉ là bắt cái ào lên để rồi chụp nó ra cỡ nào cũng đi.
quan mạng trên các tổ mà nghiên từ lúc đó chưa nếu cả là đi không có trở lại được không có cái chân để còn bám bám lại về những vấn đề khỏi bám luôn rồi nói tiếp đi mấy mấy giờ còn nữa không còn nữa cũng để mới được 1 giờ năm hết tao có gì chùa xin ta gì mới đấy cái đó buổi sáng hôm nay là buổi chiều hôm nay giờ nữa thì cái đó là quý vị sẽ được nhiều hơn Thank you.